chương 2994, bóp nát chu tước vũ một Thực đắc tội thiên tài đỉnh cấp, đắc tội thế lực đỉnh cấp của thập đại thần quốc, vậy thì thật là tự chịu diệt phong. Loại sự tình này, tại vạn nguyên đảo cũng không phải là không có phát sinh qua. Một ít thiên tài của thế lực đỉnh cấp ra ngoài thí luyện, bị thế lực bản thổ tiêu diệt, kinh động đến thế lực đỉnh cấp, đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể nói, loại sự tình này phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Những thế lực đỉnh kia cấp, đều rất bao che khuyết điểm thiên tài của bọn hắn, dương oai ở địa bàn của người khác, bọn hắn cảm thấy đương nhiên. Nhưng nếu ở địa bàn của người khác xảy ra chuyện, vậy xin lỗi, làm phiền đến người rồi. Giống như ba đại thế gia ở Đa Văn Thần Quốc lúc trước, tại Đông Diên đảo Thí Luyện gặp chuyện không may, rõ ràng là vấn đề của bọn hắn, nhưng ba đại thế gia này lại tìm hồi xuân đảo vực phiền toái, cuối cùng náo hồi xuân đảo vực gà chó không yên, cái này là chứng cứ rõ ràng. Thiên tài của thế lực lớn, đắc tội không nổi, là bang chủ kia nghiến răng nghiến lợi, hắn khẳng định không phải người của hạ hầu gia tộc, hạ hầu gia tộc ngoại trừ hạ hầu tông, không có thiên tài trẻ tuổi nào mạnh như vậy. Hơn nữa hạ hầu tông kia đã chết, có phải thiên tài đỉnh cấp của thần quốc khác hay không? Bạch mi lão giả hỏi, xem khí chất không quá giống, nếu như là thiên tài đỉnh cấp, bên người không có khả năng không có thiếp thân tùy tùng A. Không có khả năng đi tới chỗ nào một người nhận thức hắn cũng không có A. Muốn nói ngân kiếm bang bọn hắn lựa chọn con mồi, là rất tinh mắt, thật là thiên tài của thế lực lớn, bọn hắn liếc liền có thể đoán được, còn dám đi trêu chọc. Dám trêu chọc người này, là trước đó đoán được, người này không thể nào là thiên tài của thế lực lớn. Ít nhất gương mặt kia rất lạ lẫm, kỳ thật cái này cũng trách không được La Bang chủ, thật sự là bởi vì cách ăn mặc của Giang Trần, hoàn toàn không có cảm giác cao điệu của thiên tài thế lực lớn. Hơn nữa, khí chất của Giang Trần cũng không có biểu hiện ra loại vinh váo hung hăng của thiên tài thế lực lớn bộ dạng e sợ cho người trong thiên hạ không biết mình là ai. Cách ăn mặc của Giang Trần, chỉ là khí chất của tán tu, mà địa phương hắn qua lại, cũng là tử quán mà thiên tài của thế lực lớn khinh thường đi. Dưới loại tình huống này, Ngân Kiếm Bang mới có thể tập trung hắn làm mục tiêu, cảm thấy hắn là con mồi không có nỗi lo gì về sau, lại có khả năng là dê béo. Nào biết được, mục tiêu bọn hắn xem chuẩn, lại sai. Đây là lần đầu Ngân Kiếm Bang phạm sai lầm lớn, lại thành sai lầm chí mạng. Tốt rồi, bây giờ nói những cái này cũng không làm nên chuyện gì. Mặc kệ đối phương là ai, như là đã kết xuống thù hận, chúng ta đã không có đường quay về. Bạch mi lão giả than nhẹ một tiếng, vung tay lên, quát, tiếp tục đuổi, nghe bạch mi lão giả nói, trong nội tâm ngân kiếm bang la bang chủ cũng thở dài một hơi, hắn sợ nhất là bạch mi lão giả này nói buông tha. Ngân kiếm bang tổn thất thảm trọng, nếu như phương diện tiểu thang đảo mặc kệ, vậy khẩu ác khí của hắn liền vĩnh viễn không có khả năng thở ra rồi. Lỗ thái thượng, Ta có thể cảm giác được, kẻ này cách chúng ta không quá xa. Lại tăng thêm tốc độ, nhất định có thể đuổi theo hắn. Chúng ta đã tăng tốc, vẫn không có đuổi theo hắn, chẳng lẽ tiểu tử kia, tốc độ thật sự nhanh đến tình trạng biến thái như vậy sao? Đơn thương độc mã dám ở tiểu thang đảo chúng ta dương oai, nhất định có bổn sự đặc biệt, nói không chừng kẻ này đã chủ tính biện pháp đối phó chúng ta rồi. Mọi người lưu ý, đối thủ này không đơn giản, truy đuổi ở vùng biển nguy hiểm này, đích thật là sự tình phi thường hung hiểm cái hải vực này có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Tuy Giang Trần đi qua một lần, nhưng lần nữa trải qua, như cũng là nguy cơ không ngừng. Những nguy cơ này, có đôi khi đến từ hải vực này tự nhiên biến hóa, ví dụ như hải khiếu, ví dụ như hư không phong bạo, có đôi khi là sinh linh cường đại quấy rối. Cũng may, Giang Trần ở trong tinh duyên phi thuyền, năng lực chống lại phong hiểm vẫn tương đối mạnh. Chỉ có điều, loại khảo nghiệm liên tục không ngừng này, lại để cho tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng thật lớn còn một điều để cho Giang Trần đau đầu nhất chính là hắn là bị truy kích, chạy ở phía trước rất nhiều tình huống đột phát đều là hắn gặp được trước, mà người ở phía sau truy kích hắn, bởi vì phía trước Giang Trần ngăn cản rất nhiều tình huống, cho nên bọn hắn gặp phải quấy rối rõ ràng giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, nhìn như Giang Trần trốn ở phía trước, trên thực tế là đi mở đường. Giang Trần thì triển ra tất cả vốn liếng, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi những âm hồn bất tán truy kích ở đằng sau kia những hỗn đản này thật không biết sống chết xem ra là quyết tâm muốn cùng ta phân cao thấp rồi trong lòng giang trần cũng có hỏa khí người tiểu thang đảo kia hẳn là có thần thông gì có thể tập trung hành tung của ta nếu không ta như thế nào thủy chung không thoát bọn hắn giang trần là người kiến thức rộng rãi rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này thế giới võ đạo có rất nhiều bí pháp truy tung giang trần hắn cũng biết rõ không ít chỉ là đến cùng đối thủ dùng loại bí pháp truy tung nào hắn lại không thể nào biết được. Nhưng mà, muốn thoát khỏi loại truy tung này, biện pháp tốt nhất không gì qua được tiêu diệt đối phương, triệt để đoạn tuyệt bất luận manh mối gì. Phương pháp gần với tiêu diệt đối phương là bỏ xa, khoảng cách thời không quá xa xôi, dù đối phương có bí pháp truy tung, cũng rất khó tập trung. Đương nhiên, loại biện pháp thứ hai, giai đoạn hiện tại đã không có gì khả thi rồi. Duy nhất có thể làm được là biện pháp thứ nhất. Tiêu diệt đối phương, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng tức giận, ác hàn sinh ra. Giết một nhóm cũng là giết, giết hai nhóm cũng là giết, dứt khoát, cũng tiêu diệt nhóm thứ ba này luôn. Nhóm thứ ba này, nhất định là cường giả tinh anh của tiểu thăng đảo. Dùng lực lượng một mình ta, chỉ sợ khó có thể cùng bọn họ quần nhau. Nhưng mà, ở gần thi tỷ địa ngục đảo, hắc hắc. Đột nhiên Giang Trần cảm thấy vô cùng may mắn, hắn cảm giác mình làm một quyết định anh minh. Cái kia chính là đến thi tỷ địa ngục đảo thăm chu tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền đã nhiều năm như vậy lần trước chu tước thần cầm tiền bối đã hoàn thành niết bàn hôm nay qua nhiều năm như vậy nói không chừng cấp độ tánh mạng lại tăng lên nhất trọng giang trần còn nhớ rõ chu tước thần cầm đã từng đề cập tới nó ở thượng cổ cảnh giới cũng không tính quá cao chỉ có thể coi là thiên vị cửu trọng nhưng mà sức chiến đấu có thể so với bán thần nếu như có thể tăng lên nửa bước vậy bây giờ ít nhất cũng là cảnh giới bán thần nếu như có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới tiến vào thần cảnh như vậy đối với lực lượng huyết mạch của Chu Tước Thần Cầm mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nhân loại thần cảnh tam trọng. Chương 2995, bóp nát Chu Tước Vũ 2. Sức chiến đấu này, đặt ở toàn bộ Vạn nguyên Đảo, chỉ sợ cũng để cho người run rẩy. Dùng hiểu rõ của Giang Trần đối với Thần nguyên Đại Lục, mặc dù là Thần Uyên Đại Lục thời kỳ thượng cổ, tu sĩ mạnh nhất, tựa hồ cũng không có đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Giống như mấy cự đầu mạnh nhất Thần Uyên Đại Lục, cũng chỉ là mới vừa tiến vào thần cảnh cao dai mà thôi. Hơn nữa, cái kia vẫn là ở thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở vị diện vật chất bình thường, nếu như không đủ lực trèo chống, dù là thần cảnh bình thường, cũng không có khả năng xuất hiện, chớ nói chi là thần cảnh cao dai. Dù sao, khi cảnh giới của một tu sĩ siêu việt sức thừa nhận của vị diện này, tất nhiên sẽ khiến vị diện sụp đổ. Cho nên, mới có lý thuyết phi thăng. Tại một ít vị diện thấp, chỉ cần đột phá thần đạo, là thậm chí không thể dừng lại, trực tiếp tiến vào thông đạo phi thăng, tiến vào vị diện cao hơn. Thần uyên đại lục, ở thời đại thượng cổ có thể dung nạp thần cảnh cao dai, coi như là rất khoa trương. Cái này ở vị diện vật chất, cơ hồ là không cảm tưởng nổi. Chỉ là, thời đại thượng cổ đến cùng có mạnh như vậy hay không, hiện tại Giang Trần cũng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ thực tế. Nhưng có một điều có thể khẳng định, là thời đại thượng cổ của thần uyên đại lục, thậm chí thời đại hoang cổ càng xa xôi, cường giả thần cảnh, tuyệt đối là rất nhiều, không phải tồn tại thưa thớt. Nói cách khác, cái này cũng đã từng là một thời đại chúng thần mọc lên san sát như rừng. Chỉ là, thượng cổ phong ma đại chiến, thành chư thần hoàng hôn. Thần cảnh từ nay về sau thành truyền thuyết, cho dù là thiên vị cũng xa xỉ. Càng tiếp cận thi tỷ địa ngục đảo, tâm tư của Giang Trần, ngược lại càng thêm yên lặng. Hắn có thể cảm nhận được, sau lưng có một thế lực cực kỳ cường đại, đang đuổi giết hắn, đang không ngừng tiếp cận, tùy thời có khả năng hình thành uy hiếp chí mạng đối với hắn khá tốt nơi này cách thì tỉ địa ngục đảo có lẽ chỉ còn lại vài nghìn dặm lộ trình dùng tốc độ này không ra nửa canh giờ liền có thể đến nhưng mà trong vòng nửa canh giờ này nhóm đối thủ kia nhất định sẽ đuổi kịp mình giang trần nghĩ tới đây tay sờ sờ nắm chu tước vũ trong tay nhẹ nhàng niết chu tước vũ lập tức biến ảo thành một tia sáng hồng sắc chậm rãi biến mất chu tước tiền bối ngươi cũng đừng bế quan không có cảm giác đến a à chu tước vũ là lúc trước thời điểm giang trần và chu tước thần cầm tách ra chu tước thần cầm tự tay cho giang trần hộ thân phù chỉ cần giang trần bóp nát chu tước vũ mặc kệ chu tước thần cầm cách xa bao nhiêu cũng có thể tập trung vị trí dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường đương nhiên phải chăng có thể kịp thời đuổi tới phải xem lộ trình rồi nhưng mà hiện tại lộ trình này hiển nhiên là rất gần nếu như chu tước thần cầm dùng tốc độ cao nhất chạy đến chỉ sợ một phút đồng hồ là có thể tới gần Giang Trần quay đầu lại liếc nhìn phía sau, chỉ thấy từng đạo độn quang, ở trên không trung phi tốc đuổi theo, tốc độ kia cũng nhanh đến cực hạn. Lúc này, Giang Trần lại rất có lực lượng, những thứ này đã muốn đi tìm cái chết, vậy thì đưa cho Chu Tước Thần cầm cùng Long Huynh một bữa tiệc lớn A. À. Những thứ này đều là thiên vị cao dai, nếu để cho Chu thước Thần cầm cùng Long Huynh cắn nuốt chân nguyên, đây tuyệt đối là đại bổ. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng cố ý thả chậm tốc độ. Hắn trì hoãn, lập tức để cho người phía sau cảm thấy. La bang chủ đại hỉ nói, tốc độ của tiểu tử kia biến chậm, ta cảm giác, hắn hẳn là gặp phải vấn đề gì rồi. Bạch mi lão giả hừ nhẹ một tiếng, mọi người phải kiềm chế một chút, đề phòng có lừa dối. Kẻ này dám can đảm đi tới đây, nhất định có chút cậy vào, tuyệt đối không thể khinh địch. Lão giả này, phi thường cẩn thận, cho dù bọn họ đều là thiên vị cao dai, có tự tin áp đảo đối thủ, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mọi người đối với hắn còn là phi thường kính sợ, được hắn nhắc nhở, cả đám cũng nâng hết tinh thần. Tiểu tử phía trước nghe, người đã trốn không thoát, thức thời liền dừng lại, mọi sự còn có thể thương lượng. Chấp mê bất ngộ, vùng biển này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Một gã cao tầng của tiểu thang đảo, phát ra tiếng thét, bắt đầu uy hiếp. Là bang chủ kia hừ nhẹ nói, còn cùng hắn rong dài cái gì, mọi người một loạt mà lên, tiêu diệt hắn là được. Cùng tiểu tử này, không có đạo lý gì để giảng. Lúc này, thanh âm của Giang Trần cũng vang lên, tiểu thang đảo các người thật đúng là âm hồn bất tán, xa như vậy còn có thể một đường theo tới. Bất quá, có bản lĩnh ở trên tốc độ vượt qua ta, nếu không, các người mơ tưởng đuổi theo ta. Đuổi không kịp, các người có thể làm gì được ta. Mọi người nghe vậy, đều mừng thầm, xem ra, tiểu tử này còn không biết phía trước là vùng biển nguy hiểm, không cách nào ghé qua. Hắn vẫn còn như nằm mơ, dựa vào tốc độ là có thể thoát khỏi chúng ta là bang chủ trong tươi cười, mang theo vài phần giữ tợn. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, đối với giết chết đối thủ đã có càng nhiều tin tưởng nữa. Bạch Mi lão giả kia nhíu mày, theo lý thuyết, tiểu tử kia dám can đảm đi vùng này, có lẽ không đến mức hoàn toàn không biết gì cả đối với hải vực này a. À. Các ngươi nói, cái này có phải là âm mưu của tiểu tử kia hay không? Dù sao Bạch Mi lão giả cũng là thủ lãnh, người có thể làm thủ lãnh, nhất định là có chỗ hơn người. Ít nhất so với những người khác càng ổn trọng càng cẩn thận. La bang chủ lại nói, lỗ thái thượng, nếu như nói trên đất bằng, hắn đùa nghịch bịp bợm là rất có thể. Nhưng trên vùng biển, không nơi che chắn, hắn có thể đùa nghịch bịp bợm gì. Mặc dù có âm mưu, cũng thi triển không ra a. À. Mọi người tưởng tượng, cũng thấy là bang chủ nói rất có đạo lý. Cái hải vực này, căn bản không có địa phương gì có thể dựa thế, trừ khi tiểu tử này đập vào chủ ý đồng quy vô tận, thế nhưng mà, bọn hắn sẽ ngu như vậy, cùng tiểu tử kia đồng quy vô tận hắn đi ở phía trước mặc dù gặp phải nguy cơ gì cũng là hắn chết trước ở trong núi lửa nóng cháy nhất của thi tỷ địa ngục đảo một thân ảnh hồng sắc như thượng cổ đồ đang nằm ở đó đạo thân ảnh này che khuất bầu trời cánh chim toàn thân trong hồng mang sáng bóng loáng như kính cho người một loại thị giác trùng kích cực kỳ chướng mắt thân ảnh ấy đúng là chu tước thần cầm ở thi tỷ địa ngục đảo nhiều năm như vậy chu tước thần cầm rốt cục phá tan thiên vị cửu trọng tiến nhập cảnh giới bán thần mà hết thảy là sự tình ở nửa năm trước, tiến vào bán thần, chỉ có thể coi là ở trong thần đạo, bước ra nửa bước. Nếu như triệt đề cảm ngộ, triệt để ngộ đạo, mới có thể hoàn thành một bước này, thành cường giả thần cảnh chân chính. Mà nửa năm qua, Chu Tước thần cầm một mực theo đuổi, truy cầu bước ra một bước hoàn mỹ kia. Chỉ là, muốn bước ra một bước hoàn mỹ này, nói dễ vậy sao? Chương 2996, âm tàm đoạt mệnh ti 1. Mặc dù Chu Tước thần cầm là thượng cổ thần cầm, có đôi khi cũng hoài nghi, phải chăng tiềm lực của mình đã đến cực hạn. Bất quá, nó hiển nhiên sẽ không tiếp nhận ý nghĩ này. Với tư cách thượng cổ thần cầm, tiềm lực của mình quả quyết không đến mức ở cảnh giới bán thần. Nó cảm thấy, mình còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Thế nhưng mà, tiềm lực này phải đào móc như thế nào? Chu tước thần cầm đang mò mẫm, hiện tại truy cầu lớn nhất của nó là ở trong vòng luân hồi này, chính thức tiến vào cảnh giới thần đạo. Một khi bước vào cảnh giới thần đạo, thời gian luân hồi của nó, cơ hồ đạt tới tình trạng khoa trương, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt rồi. Chỉ cần không phải tam tai cửu kiếp mà thần cảnh phải qua, thì không gặp được khốn cục dương thọ tới gần gì nữa. Bởi vì cảnh giới thần đạo là chân chính cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Ngoại trừ tai kiếp của thần đạo ra, cơ hồ không có uy hiếp sinh tử gì. Trong lúc đó, thần thức của chu thước thần cầm rung động, đón lấy, ở trong thức hải của nó, đột nhiên như bị đâm vào một cây châm, một đạo lực lượng không hiểu xâm nhập trong thức hải của nó. Ân, thân sắc của Chu Tước thần cầm biến đổi, Thất Thanh nói. Là Trần Thiếu, Chu Tước thần cầm tặng Chu Tước Vũ, chỉ cho một người, cái kia chính là Giang Trần. Mà giờ khắc này phản ứng, không thể nghi ngờ là Chu Tước Vũ bị thiêu đốt, ở trong thức hải của nó sinh ra cộng minh. Không tốt, chẳng lẽ Trần Thiếu gặp nguy hiểm, từ trước đến nay, chủ tước nhất tộc và tu sĩ nhân loại quan hệ không tệ, quan hệ giữa nó với Giang Trần lại càng không tệ. Huống chi, Giang Trần đối với nó mà nói, coi như là ân nhân cứu mạng. Chu Tước Thần Cầm là một linh cầm rất giảng nghĩa khí, nó vẫn cảm thấy mình có thể hoàn thành lần niết bàn này, hoàn toàn là nhờ Giang Trần ban tặng. Cho nên, Chu Tước Thần Cầm đã sớm coi Giang Trần là thân nhân. Giờ phút này phát giác được hắn gặp nguy hiểm, phát giác được Giang Trần bóp nát Chu Tước Vũ. Tự nhiên là vô cùng giật mình, ở đâu còn lo lắng tu luyện cùng ngộ đạo, pháp thân nhoáng một cái, từ trong núi lửa khôn cùng, gào thét mà lên, mang theo một biển lửa, thiêu đốt phiến hư không này thành hải dương hồng sắc. Chu Tước Thần cầm chiếm giữ thi tỷ địa ngục đảo, làm cho vùng biển trăm dặm chung quanh ít có sinh linh gì dám tiếp cận. Cho nên, vùng biển chung quanh ngược lại là rất yên lặng, cũng không có bởi vì khí thế ngập trời của Chu Tước Thần cầm mà tạo thành kinh động quá nhiều. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, ở trong tiếng kêu gào trầm thấp của Chu Tước Thần cầm, mang theo vài phần dồn dập. Long Tiểu Huyền cũng tu luyện ở vùng biển quanh đây, theo tu vi của Long Tiểu Huyền tăng lên, khu vực khống chế của nó cũng không ngừng mở rộng. Vốn chỉ là hơn 10 dặm, mà bây giờ, vùng biển Long Tiểu Huyền ảnh hưởng, đã mở rộng đến vài trăm dặm. Nghe được Chu Tước Thần cầm gọi, Long Tiểu Huyền đang tu luyện ở dưới đáy nước, cũng mang theo một đầu sóng trùng thiên, xông ra mặt nước. Chu Tước Lão Ca, có gì phân phó? Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, theo lý thuyết bối phận lớn hơn Long Tiểu Huyền. Thế nhưng mà chúng đều là huyết mạch của bốn thần thú, lẫn nhau tầm đó, đều không muốn dùng bối phận luận giao cho nên long tiểu huyền cùng chu tước thần cầm dứt khoát đồng bối luận giao rồi tiểu huyền đi đi nơi nào long tiểu huyền chưa bao giờ thấy qua chu tước thần cầm lo lắng giờ phút này thấy nó thập phần lo lắng cũng ý thức được có chút không đúng trần thiếu gặp phiền toái vừa rồi hắn bóp nát chu tước vũ chu tước thần cầm trầm giọng nói cái gì sao hắn không bóp nát long lân cho ta biết một tiếng long tiểu huyền kinh hãi hắn biết rõ hai người chúng ta ở chung bóp nát một cái là đủ rồi cần gì lãng phí long tiểu huyền tưởng tượng cũng thế vội hỏi chúng ta nhanh tranh thủ thời gian xuất phát đúng rồi chu tước lão ca hiện tại trần thiếu đại khái ở vị trí nào cách nơi này có xa lắm không cụ thể có xa lắm không ta không rõ ràng vị trí đại khái chu tước thần cầm toàn lực dùng thần thức truy bắt trong lúc đó sắc mặt của chu tước thần cầm hơi động trần thiếu cách chúng ta rất gần là ở hải vực này đúng rồi đúng rồi nhất định là trần thiếu bị người đuổi giết mới trốn tới thì tỷ địa ngục đảo. Rất gần là gần ra sao, chúng ta đuổi qua, còn kịp sao. Long Tiểu Huyền so với Chu Tước Thần Cầm càng lo lắng, hắn và Giang Trần cũng coi như là trung hoạn nạn rồi. Giang Trần cũng cơ bản là người thân duy nhất của hắn. Cho nên, đối với Giang Trần, Long Tiểu Huyền là khăng khăng một ngực. Có lẽ trong phạm vi ba bốn nghìn dặm, xem ra, lần này Trần Thiếu nhất định là rước lấy đại phiền toái. Chu Tước Thần Cầm cũng lo lắng vội vàng, hắn đồng dạng Long Tiểu Huyền, đều không hy vọng đồng bọn nhân loại kia vẫn lạc. Dù sao, thế cục hiện nay, những thượng cổ thần thú như chúng muốn sinh tồn được cũng cực kỳ gian nan. Phải có một đồng bọn nhân loại mới có thể để cho chúng ở thế giới này sống càng thêm tự nhiên. Huống chi, giang Trần đối với chúng cũng rất không tệ. Thần thú nhất tộc trên cơ bản đều chú ý có ơn tất báo. Tốc độ của Chu Tước thần cầm đã đến cực hạn, mà Long tiểu huyền thì ở trong hải vực bơi qua, trên tốc độ vậy mà không kém Chu Tước thần cầm. Ở khu vực cách thi tỷ địa ngục đảo không đến 3.000 dặm, tại đây thủy thế hung mãnh, sóng mây biến hóa kỳ lạ, hư không loạn lưu trên bầu trời, cũng phi thường hung mãnh. Tinh duyên phi thuyền của Giang Trần đã bị người chặn đứng. Đám người này, cả đám tản ra, hữu ý vô ý, vây quanh Giang Trần ở trung tâm. Tiểu tử, trốn A, à, trốn tiếp A, à. sao không trốn nữa, ngươi không phải rất có gan sao, không phải tốc độ rất nhanh sao, ngươi ngược lại chạy cho ta xem, ngữ khí của la bang chủ tràn đầy phẫn nộ, lên tiếng khiêu khích. Bạch mi lão giả kia còn có chút không yên lòng, hỏi. Hiện tại các hạ đã không đường có thể đi, hiện tại, hoặc là ngươi nói cho ta biết thân phận, hoặc là chúng ta trước tiêu diệt ngươi, lại điều tra thân phận. Là bang chủ kia chỉ hận vì cái gì còn nói nhiều như vậy. Một loạt mà lên, tiêu diệt tiểu tử này, thần không biết, quỷ không hay, đây mới là sự tình phải làm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thân phận của ta, các ngươi còn không xứng biết rõ. Ngược lại là các ngươi, nhìn về phía trên không phải ngân kiếm bang, lại muốn giúp ngân kiếm bang trợ trụ vi ngược sao. Ánh mắt của Giang Trần lạnh lùng, đánh giá những cao tầng của tiểu thang đảo này. Những cao tầng kia bị ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, trong lúc nhất thời thậm chí có loại cảm giác không thể chống đỡ. Ngân kiếm bang việc ác bất tận, chuyện xấu quá nhiều. Chẳng những các người không ngăn cản, ngược lại trợ trụ vi ngược. Như thế xem ra, tiểu thang đảo các người cùng ngân kiếm bang là một mặt hàng rồi. Tiểu tử, thật cuồng chương 2997, âm tàm đoạt mệnh ti 2. Thái thượng, không nên nhiều lời cùng tiểu tử này. Tiểu tử này miệng thiếu nợ, không cần phải cùng hắn đấu mồm mép. Đúng, tiểu tử này thiếu nợ thu thập, trước bắt lấy hắn nói sau. Bạch mi lão giả kia than nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi, quá mức xuất sắc, dễ dàng chết hiểu. Nghe lão phu một câu, đầu hàng đi. Đầu hàng có thể cho ngươi lựa chọn một kiểu chết thể diện. Không đầu hàng, một khi lão phu tức giận, chẳng những ngươi chết, để cho chúng ta điều tra ra thân nhân của ngươi điều tra ra cửu tộc của ngươi hết thảy chu sát toàn bộ sắc mặt của giang trần phát lạnh nói như vậy tiểu thang đảo các ngươi là chấp mê bất ngộ bất quá sau một khắc trên mặt giang trần lại lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy cũng tốt vốn ta vẫn còn do dự mấy người các ngươi ta rốt cuộc nên giết hay không hiện tại xem ra chẳng những phải giết các ngươi còn chết chưa hết tội giết chúng ta một cao tầng của tiểu thang đảo khoa trương cười ha hả tiểu tử, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao, ngươi một chó nhà có tang, lập tức sẽ biến thành chó chết, còn muốn giết chúng ta. Giang Trần nhếch miệng cười cười, đầu lưỡi liếm bờ môi, lộ ra một nụ cười khát máu. Ánh mắt lạnh lùng, đảo qua trước mặt những người này. Động thủ, bạch mi lão giả hô một tiếng, vài tên cường giả thiên vị cao dai, cùng một chỗ khởi động. Cường giả thiên vị cao dai đánh nhau, tự nhiên sẽ không giống những tu sĩ cấp dưới, binh binh bằng bằng đánh cho thanh thế to lớn, bọn hắn muốn ra tay đó là thủ đoạn tất sát thiên vị thần thông phong tỏa hư không cả đám có nhiệm vụ riêng chiếm cứ mọi nơi hẻo lánh phong kín toàn bộ đường lui của giang trần trong nháy mắt bốn phía giang trần liền không còn góc chết tất cả khu vực chiến đấu lộ tuyến lui lại đều bị phong kín người trong nghề vừa ra tay liền biết có môn đạo đám người kia rõ ràng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nhìn phối hợp trình độ ăn ý của bọn hắn cơ hồ đều không cần lên tiếng mỗi một động tác mỗi một vị trí đều giống như trải qua vô số lần tập luyện giang trần cũng không dám lãnh đạm hắn biết rõ lần này mình đối mặt không phải là tu sĩ bình thường đây là một đám cao tầng của tiểu thang đảo đám người kia không đơn thuần là vũ lực cá nhân dũng mãnh khó khăn nhất chính là nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thành thạo ăn ý loại tình huống này nếu như giang trần không có chỗ dựa cơ hồ là không thể nào có thể chạy thoát một khi bị khốn trụ cái kia cũng chỉ có thể không ngừng chống đỡ mãi cho đến mệt chết hoặc bị giết mới thôi. Lúc này, ngược lại là ngân kiếm bang la bang chủ kia, lộ ra thập phần đột ngột, nhe răng cười nhìn Giang Trần. Tiểu tử, người không phải rất biết giết sao, lại giết một hồi cho bổn bang chủ nhìn xem. Tiểu tử, nhận mệnh A, à, Bạch mi lão giả thấy đồng bạn đã kết xong trận thế công thủ, nói một tiếng. La bang chủ, người muốn cùng nhau công kích, hay là ở một bên lược trận? Trên mặt la bang chủ kia tràn ngập ý tứ ác độc. Đương nhiên phải cùng nhau công kích, tiểu tử này, giết nhiều người của chúng ta như vậy, há có thể để cho hắn chết nhanh như thế. Vậy thì cùng nhau công kích, bạch mi lão giả nói xong, trong tay chảo một cái, nhiều ra một cây phất trần, tiện tay cuốn lên, tựa như tóc trắng ba nghìn trượt, hóa thành vô số tơ mỏng màu trắng, cuốn tới giang trần. Giang trần nhìn thấy tơ mỏng màu trắng kia phóng tới, lập tức nhìn ra trò, thất thanh nói. Âm tàm đoạt mệnh ti, âm tàm đoạt mệnh ti này, giang trần tự nhiên biết rõ. Đó là hung vật hiếm thấy trong thiên hạ, một khi phát động công kích là cực kỳ nguy hiểm. Vật ấy đáng sợ nhất không ở vật lý công kích mà ở công kích thần hồn. Một khi bị âm tàm đoạt mệnh ti này cuốn lấy, âm tàm đoạt mệnh ti màu trắng rất nhanh sẽ đổi màu, một khi màu sắc biến thành đỏ, cái kia liền ý nghĩa, người bị công kích, huyết nhục cùng thần hồn đã bị âm tàm đoạt mệnh ti này hấp thu sạch sẽ. Chỗ đáng sợ của vật ấy liền ở chỗ phương thức công kích của nó, không giống binh khí khác công kích. Địa phương đáng sợ nhất của nó ở chỗ vật ấy có thể tiến hành công kích từ xa. Dù cách ba thước không gian, cũng có thể công kích thần hồn cùng huyết nhục, thậm chí cách năm ba trượng, như trước có thể hoàn thành công kích. Chỉ có điều độ công kích mạnh yếu tồn tại bất đồng. Tự nhiên là càng đến gần lực công kích càng mạnh, nhưng mà công kích từ xa, có đôi khi đau cùn cắt thịt, chờ người bị công kích phản ứng lại, đã không còn kịp rồi. Cho nên nói, âm tàm đoạt mệnh ti này phi thường bá đạo. Khoảng cách gần có thể lập tức thu hoạch tánh mạng người, cự ly xa có thể chậm rãi thu hoạch tánh mạng người. Giang Trần chứng kiến qua âm tàm đoạt mệnh ti, biết rõ vật ấy đáng sợ. Cho nên, khi âm tàm đoạt mệnh ti phô thiên cái địa quấn đến, Giang Trần cực kỳ nghiêm túc, nguyên tử chi lực ở quanh thân điên cuồng thả ra, nguyên tử chi lực mãnh liệt, ngăn cản xu thế công kích của âm tàm đoạt mệnh ti. Mà pháp thân của Giang Trần thì lái độn quang, đột nhiên sông lên phía trước. Hư, tiểu tử, đi chỗ nào? Đám người kia rõ ràng cho thấy muốn ở chỗ này làm thịt Giang Trần, từng nơi hẻo lánh, từng lối đi, đều có người thủ hộ, ngăn chặn đường đi của Giang Trần. Người chính diện kia, tay nhoáng một cái, một thanh đại chùy hoa sen xuất hiện, trước mặt có vô số khí lưu hình dạng cánh hoa, không ngừng oanh ra, chặn đứng đường đi của Giang Trần. Thực lực của người này, tuy không bằng bạch mi lão giả, lại không có tranh lệch quá lớn. Mặc dù là Giang Trần chính diện tới đối địch, cũng chưa chắc có thể nói ổn thắng, chứ nói chi là muốn trong nháy mắt đột phá người ta phòng ngự, cơ hồ không có khả năng gì giang trần nổ quát một tiếng cút ngay nắm thánh long cung trong tay một mũi tên hung hăng vào tới đối phương mũi tên này là đột nhiên xuất hiện đối phương lại không nghĩ rằng khoảng cách gần như vậy giang trần nói bắn tên liền bắn tên thậm chí ngay cả động tác chuẩn bị cũng không có phảng phất cánh tay vừa nhấc mũi tên liền tự động xuất hiện trong lúc nhất thời người nọ cũng giật mình vội vàng huy động đại trùy ngăn cản mũi tên phóng tới trước mặt giang trần thuận thế xông lên chỗ sung yếu của người này cũng hiện ra trước mặt mà lúc này, một thanh âm âm trầm truyền đến. Tiểu tử, lúc này nhìn ngươi chạy đi đâu? Thanh âm này, đúng là của la bang chủ phát ra. Hắn và Bạch mi lão giả ước định tốt cùng nhau công kích, nhưng trên thực tế, lại vận sức chờ phát động, cũng không có cùng nhau công kích. Hắn đang đợi cơ hội, cơ hội một kích chí mạng. Lúc này, hắn cảm thấy, mình đợi đến cơ hội rồi. Một đạo độn quang tiêu xạ, hai tay nâng đao, hoành nghiêng mà đến, dốc sức liều mạng chém tới. Một đao kia đến cực kỳ đột nhiên, hơn nữa khi thế mãnh liệt, quả thực có thể chặt đứt hư không. Giang Trần giật mình, nếu như bị chém chúng, mặc dù có thần ma kim thân hộ thể, cũng sẽ bị trọng thương, nói không chừng bị chém thành hai đoạn, cũng không phải là không có khả năng. chương 2998, thời khắc sinh tử. Dưới tình thế cấp bách, Giang Trần thậm chí không kịp cân nhắc, trực tiếp thúc giục mê thần khôi ngỗ, ẩm ẩm đánh tới một đao kia. Mà bản thân hắn, thì bay tán loạn, hướng không chung bỏ chạy. Oanh, Tiếng va chạm chói tai truyền ra, lực lượng một đao kia, xác thực phi thường đáng sợ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lực phòng ngự của mê thần khôi ngẫu cũng tính toán rất lợi hại. Nhưng mà bị một đao kia chém trúng, lưỡi đao đi qua, hai tay của mê thần khôi ngẫu đồng loạt bị chạm xuống. Chỉ là, mê thần khôi ngẫu không phải huyết nhục chi thân, cánh tay bị chém đứt, cũng không có chẳng diện huyết quang văng khắp nơi xuất hiện. Ánh mắt của Giang Trần thoáng nhìn mê thần khôi ngẫu bị chém hai tay, ngược cũng có một đoàn lửa giận bạo phát ra, mê thần khôi ngỗ này theo hắn nhiều năm như vậy, tuy không phải huyết nhục chi thân, nhưng cùng tay chân của Giang Trần không có gì khác biệt. Hôm nay bị thằng này chặt đứt, liền tương đương như đoạn tay chân của hắn, Giang Trần làm sao có thể không nổi giận. Tiểu thang đảo, ta với các người bất cộng đái thiên. Giang Trần liên tục gào thét, là bang chủ một đao thất bại, thấy khôi ngỗ rõ ràng thay đối phương ngăn cản một kích chí mạng, cũng có chút thất lạc. Bất quá hắn lập tức nhe răng cười, tiểu tử, người cảm thấy người còn có cơ hội sao? Chịu chết đi, mọi người cũng nhìn ra được, tuy tiểu tử này lợi hại, nhưng mà ở dưới mọi người vây khốn, hiển nhiên đã vô lực trèo trống, bị giết đã là sự tình trước mắt rồi. Ngược lại là bạch mi lão giả kia, hừ nhẹ một tiếng. Mọi người không nên cướp công, tất cả thủ vững vị trí, đừng cho tiểu tử này cơ hội. Bạch mi lão giả lo lắng, nếu như mọi người đoạt công, trận hình sẽ xuất hiện lỗ thủng. Một khi xuất hiện lỗ thủng, rất có khả năng bị thằng này tìm được cơ hội chạy đi. Đây không phải sự tình Bạch Mi lão giả nguyện ý chứng kiến. Mặc dù chỉ qua mấy lần công kích, nhưng Giang Trần lại rất cố sức lâm vào cực độ bị động. Có thể nói, từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị động như thế. Có thể nói, bất luận một kích nào của đối phương đều có thể là chí mạng. Sáu người ở đây, bất kỳ ai đều đủ hình thành uy hiếp với Giang Trần hắn. Có lẽ một hai cái, còn chưa đủ để giết chết hắn. Nhưng mà sáu người này cộng lại, muốn giết chết Giang Trần hắn, cũng không phải việc khó. Khiêng, nhất định phải khiêng, tuy Giang Trần bị độc, nhưng trong lòng lại không loạn, hắn còn có át chủ bài. Nếu như Chu tước thần cầm cùng Long Huynh còn không chạy đến, trong tay hắn thủ sẵn thì không phù ấn. Tùy thời có thể thông qua thì không phù ấn ly khai. Mấy người kia, rõ ràng quyết tâm muốn làm thịt hắn. Giang Trần tự nhiên không thể để cho đối phương như nguyện. Vạn Uyên đảo rốt cuộc là Vạn Uyên đảo, cho dù là một địa phương nhỏ bé như tiểu thang đảo, rõ ràng cũng có cường giả tinh nhuệ như vậy. Giang Trần thừa nhận, mình vẫn là khinh địch rồi. Hắn vốn cho là, loại địa phương như tiểu thang đảo, có thể có hai ba thiên vị cao dai, đã phi thường không tệ. Không thể tưởng được, tiểu thang đảo nho nhỏ, rõ ràng có thể toát ra nhiều cường giả như vậy. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên cũng không có khuất phục. Không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không thúc giục thì không phù ấn. Tiểu tử, đừng vùng vẫy người đã không có cơ hội có thể làm cho chúng ta chiến đấu đến một bước này người coi như là có chút bổn sự chịu chết đi âm tàm đoạt mệnh ti của bạch mi lão giả lại hóa thành sợi tơ đầy trời ập đến giang trần loại tư thế này so với trước càng thêm hung mãnh gấp mấy lần nhìn ra được bạch mi lão giả này cũng vận dụng việt chiêu lần này giang trần sớm có tính toán đột nhiên tế ra vô số băng hỏa yêu liên tạo thành từng đạo băng hỏa phòng ngự pháp thân của giang trần thì hóa thành độn quang vô hình lần nữa di động. Giang Trần vốn ý định lợi dụng băng hỏa yêu liên biến ảo pháp thân, mê hoặc đối thủ, lại không nghĩ rằng, nhãn lực của bạch mi lão giả kia lại rất cao minh. Hừ lạnh một tiếng, kim thiền thoát sắc sao, vừa mới nói xong, phất trần của bạch mi lão giả này run lên, vô số âm tàm đoạt mệnh ti, hướng phương vị Giang Trần bỏ chạy áp xuống. Trong lòng Giang Trần trầm xuống, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nhất niệm đến đây, chẳng lẽ thật phải thúc giục thì không phù ấn. Ngay lúc này, Bên tai Giang Trần bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy. Thanh âm này nghe vào trong lỗ tai Giang Trần, quả thực có thể so với tiên âm. Chiêm chiếp, sau một khắc, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa chiều, tịch cuốn mà tới, đón lấy vô số âm tàm đoạt mệnh ti. Khóe miệng của Bạch Mi lão giả tràn ra một tia cười lạnh, hiển nhiên, hắn đối với loại công kích này rất thờ ơ. Chê cười, âm tàm đoạt mệnh ti, hỏa công bình thường, như thế nào hữu dụng? Âm tàm đoạt mệnh ti của Bạch Mi lão giả hiển nhiên là rất giỏi, các loại công kích đối với âm tàm đoạt mệnh ti mà nói, chỉ là gãi ngứa, căn bản không hình thành được tổn thương. Chỉ là, dáng tươi cười của Bạch Mi lão giả còn chưa kịp khuếch tán, đột nhiên, nét mặt của hắn cứng lại, trong mắt bắn ra hào quang khó có thể tin. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khẽ động, trong lòng nhảy dựng. Không tốt, âm tàm đoạt mệnh ti mà hắn vẫn lấy làm tự hào, ở dưới hỏa chiều thôn phệ, vậy mà hóa thành hư vô, giống như bị hỏa chiều kia cắn nuốt, không ngừng ít đi cơ hồ là trong một cái hô hấp, liền đốt tới chui phất trần rồi. Tại sao có thể như vậy? Bạch mi lão giả sởn hết cả gai ốc, cảm nhận được một lực thiêu đốt đáng sợ, chẳng những cắn nuốt âm tàm đoạt mệnh ti, càng chuẩn bị thôn vệ nhục thể của hắn. Trong nội tâm hoảng hốt, bạch mi lão giả vội vàng cuốn ngược lại, điên cuồng lui ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giang Trần vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ, Chu tước thần cầm rốt cục chạy đến. Trần thiếu, là ngươi sao? Thanh âm của Chu tước thần cầm, ở trong hư không vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, nếu không đến, các ngươi là không thấy được ta rồi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ đáp lại, sáu người tiểu thang đảo kia hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Trần đang nói cái gì. Nhưng mà không biết vì sao, một cỗ khí thức thập phần bá đạo, làm cho trong lòng bọn hắn vô cùng áp lực, rất có loại cảm giác tận thế tiến đến. Bạch mi lão giả kia liên tục thối lui trên trăm trượt, lúc này mới kinh hồn chưa định đứng lại, ánh mắt lập lè, nhìn qua hư không, cảm giác sợ hãi cũng không có tiêu giảm. Lỗ thái thượng, làm sao vậy? Là bang chủ kia cũng bu lại, trong ánh mắt lộ ra một gỗ thô bạo, hiển nhiên, không có nhất cổ các khí tiêu diệt giang trần, để cho hắn cảm thấy rất căm tức. Mọi người coi chừng, tiểu tử này có giúp đỡ. Tuy bạch mi lão giả không nghe hiểu thượng cổ thú ngữ của giang trần, nhưng mà hư không xuất hiện một thanh âm khác, hắn lại rõ ràng. Hư, tiểu tử này rõ ràng chuẩn bị ở sau, cũng có chút thủ đoạn, bất quá, sáu người chúng ta, còn có thể sợ hắn sao? Đến một cái làm một cái, đến hai cái, giết một đôi. Chương 2999, thế cục xoay ngược một. Ngữ khí của La Bang chủ âm trầm, lại không có thấy Bạch Mi lão giả đang rất kiêng kỵ. Lúc này, thần thái của Giang Trần cũng dễ dàng hơn. Chu Tước thần cầm đã sớm niết bàn, trải qua nhiều năm tẩy lễ như vậy, khẳng định đã khôi phục đỉnh phong năm đó rồi. Tốc độ của Chu Tước thần cầm cực kỳ khủng bố, nháy mắt tầm đó đã tới gần hiện trường sáu người kia cau mày, nhìn xem thương khung, mảnh vân không kia, phảng phất đột nhiên bị điểm đốt, hư không mây cuốn mây bay, một cái biển lửa, phảng phất muốn đốt cháy cả thiên địa. Đó là cái gì? Một tu sĩ của tiểu thang đảo, nghẹn ngào kêu lên. Sắc mặt của bạch mi lão giả ngưng trọng, mọi người coi chừng, lai giả bất thiện, hung nhân như la bang chủ, cũng bị thiên địa dị tưởng trước mắt dọa sợ, trong lúc nhất thời, thô bạo chi khí trong mắt, đã bị sợ hãi thay thế. Biển lửa vô tận kia không ngừng đẩy mạnh, trong chốc lát, đã đến trước mắt mọi người. Trong biển lửa, đột nhiên chui ra một con thánh linh, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, như một đóa hoa sen nở rộ trong lửa, cao quý mà bắt mắt. Chu tước thần cầm, rốt cục giết đến. Chu tước thần cầm ngửa mặt lên trời gáy to, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, tứ phương vân động, vô số sóng biển bài sơn đảo hải. Vừa kêu thiên địa kinh, uy thế bực này, làm cho gian Trần thấy vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, Chu Tước Thần Cầm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong lúc thượng cổ, nhìn về phía trên, thậm chí có chỗ đột phá, hoàn toàn không còn là trạng thái hấp hối như lúc trước. Chu Tước tiền bối, chúc mừng a, à. xem ra, ở thi tỷ địa ngục đảo nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi có chỗ tinh tiến, thật đáng mừng a. À. Ngữ khí của Giang Trần cũng tràn đầy vui mừng, tự đáy lòng vì Chu Tước Thần Cầm cảm thấy kiêu ngạo. Chu Tước Thần Cầm cười ha ha, ta chỉ lấy được một chút đột phá, ngươi là không thấy tiểu huyền. Tiểu huyền tiến bộ đó mới gọi tiến bộ. Long huynh, trong lúc đó, núi thở hải khiếu, phốc phốc phốc. Liên tục sáu thanh âm, xoáy lên sáu cơn sóng gió động trời, vòi rồng bỗng nhiên mà lên, mang tất cả hư không, vậy mà không chút khách khí, cuốn qua sáu người của tiểu thang đảo. Lần này quá ngoài ý muốn, sáu người kia coi như là thần thông rất cao minh, cũng bị đánh không kịp chuẩn bị. May mắn, sáu người này tu vi cao, bị cột nước sông lên, tuy ngoài ý muốn, nhưng lại miễn cưỡng bảo vệ bản thân, không có bị cột nước cuốn đi không bị cuốn, cũng làm bọn hắn chấn kinh mất nửa cái mạng. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, trước mắt bọn hắn nhoáng một cái, một cột nước vô cùng mãnh liệt, rõ ràng ở trong hư không xoay quanh mà lên. Phía trên cột nước, xoay quanh pháp thân của một con chân long, bay lượn cửu thiên. Chân long, sáu người của tiểu thang đảo lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn rõ ràng thấy được chân long pháp thân. Long huynh, Giang Trần cũng vui mừng quá đỗi chứng kiến uy thế của Long Tiểu Huyền như thế, Giang Trần nơi nào không rõ, Long Huynh tiến bộ, chỉ sợ không thua mình. Giang Trần liên tục đột phá, tiến vào thiên vị tứ trọng, vốn đã tính toán rất giỏi rồi. Nhưng khi nhìn đến tốc độ tiến bộ của Long Tiểu Huyền, Giang Trần cũng không khỏi không bội phục. Chỉ sợ cảnh giới của Long Huynh cũng đạt tới thiên vị tứ trọng, thậm chí là thiên vị ngũ trọng. Nếu không, mặc dù là chân Long Hậu Duệ, cũng không có khả năng cuốn một cái, liền làm cho sáu thiên vị cao dài thiếu chút nữa bị cuốn bay có thể nói, sức chiến đấu của Long Tiểu Huyền, chỉ sợ đã không thua thiên vị cao dai rồi. Sáu tu sĩ của tiểu thang đảo kia, cả đám kinh ngạc không thôi, nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở hải vực này, vậy mà sẽ có chân long chiếm giữ. Mà sinh linh đáng sợ hơn trên không trung kia, nhìn bề ngoài, hình như là chu tước trong truyền thuyết. Trời à, đây là người nào a à, rõ ràng ở hải vực này mai phục giúp đỡ như vậy chân long cùng chu tước, đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú A. Tuy bọn hắn không phải tồn tại mạnh nhất của vạn nguyên đảo, nhưng kiến thức vẫn phải có. Đối với truyền thuyết của tứ đại thần thú, còn phi thường tinh tường. Lỗ thái thượng, cái này, đây là tứ đại thần thú trong truyền thuyết sao? Lão Phu không biết, giờ phút này, bạch mi lão giả cũng triệt để mất trật tự rồi. Âm tàm đoạt mệnh ti của hắn bị phá hủy, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không ra lời mọi người coi chừng đánh không lại chia nhau trốn chạy để khỏi chết bạch mi lão giả cuối cùng không có bị sợ choáng váng thấp giọng dặn dò đồng bạn la bang chủ kia lại còn có chút không phục lỗ thái thượng chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao coi như là huyết mạch thần thú thì như thế nào chỉ cần bọn hắn không ở trạng thái đỉnh phong chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng cơ hội bạch mi lão giả lộ ra một tia đùa cợt la bang chủ Lần này chúng ta cũng bị ngân kiếm bang các ngươi hại chết. Âm tàm đoạt mệnh ti của lão phu, thủy hỏa bất xâm, lại bị hỏa triều thôn phệ. Chu Tước kia, dù không ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể địch nổi. Cái gì? Tiếp nhận sự thật a, à, đánh không lại, trốn. Ngữ khí của Bạch Mi lão giả dồn dập, lúc này, Giang Trần đã rơi vào bên người Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm gom đầu tới, cùng Giang Trần đụng đụng, hiển nhiên, tách ra lâu như vậy, bọn hắn cũng có chút tưởng niệm trần thiếu những thứ này là chuyện gì xảy ra một đám gia hỏa âm hồn bất tán lấy nhiều thủ thắng mà thôi ngữ khí của giang trần oán hận chu tước tiền bối lần này nhờ ngươi ra tay nhìn ngươi đại triển thần uy rồi giang trần cố ý dùng ngôn ngữ nhân loại nói đám người kia việc ác bất tận một cái đều không cần lưu tiễn đưa bọn hắn lên đường đi chu tước thần cầm nhếch miệng cười cười chỉ giết bọn hắn rất đáng tiếc a à chúng đều là thiên vị cao dai, thôn phệ đi, chính là vật đại bổ. Chu tước thần cầm nói lại là thượng cổ thú ngữ, những người kia nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến biểu lộ quỷ dị của chu tước thần cầm, trong nội tâm bọn hắn không nhịn được cảm thấy run rẩy cả đám sởn hết cả gai ốc. Bằng hiếu, xin nghe lão phu một lời, bạch nghi lão giả kia cũng là thế hệ có được giãn được. Trong này, nhất định có hiểu lầm gì, xin, hiểu lầm, các ngươi truy sát ta mấy chục vạn dặm thực có hiểu lầm, trên đường đi các ngươi không phân rõ ràng sao. Vừa rồi toàn lực truy sát ta, tại sao không nói hiểu lầm. Vừa rồi thiếu chút nữa muốn tính mạng của ta, sao không nói hiểu lầm. Ngữ khí của bạch mi lão giả kia cứng đờ, lộ ra nụ cười khổ. Bằng hiểu, chúng ta là bị họ la này đầu độc, ngân kiếm bằng hắn gây họa, tiểu thang đảo chúng ta không có lý do vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Các hạ yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đúng rồi, họ la này, cũng giao cho các hạ xử trí. Chúng ta quay đầu lại liền tiêu diệt ngân kiếm bang, để cho khỏa u ác tính này biến mất khỏi tiểu thang đảo. Trường 3000, thế cục xoay ngược hai lời vừa nói ra, sắc mặt của la bang chủ đại biến. Lỗ thái thượng, ngươi, cầm miệng, ngân kiếm bang các người việc ác bất tận, lão phu đã sớm cảnh cáo các ngươi, bảo các ngươi thu liếm, không nên luôn gây rắc rối, lúc này sông đại họa A. Lão phu thân là thái thượng chấp pháp của tiểu thang đảo, há cho ngươi tai họa tiểu thang đảo. Há cho ngươi làm ác, bạch mi lão giả này, rõ ràng trở mặt nhanh như vậy. Càng khó được chính là, mấy thủ hạ của hắn, cũng phi thường linh quang, trong nháy mắt, rõ ràng vây la bang chủ lại. Cái tư thế kia, rõ ràng là muốn tại chỗ cầm xuống la bang chủ. Các hạ, người khoanh tay đứng nhìn là được, tiểu thang đảo chúng ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, bắt họ la này, giao do các hạ xử lý. Bạch mi lão giả cung kính nói, giang trần ngây người một hồi, lúc này mới chỉ hoãn qua. Người vô sỉ hắn bái kiến không ít, nhưng mà lão nhân kia ra vẻ đạo mạo, rõ ràng cũng có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật khiến hắn có chút bất ngờ. Bất quá, giờ phút này, Giang Trần nơi nào sẽ bị lão nhân kia mê hoặc? Cười lạnh một tiếng, nếu như ở tiểu thang đảo, lão đầu ngươi sớm làm như vậy, nói không chừng ta thật sẽ tha thứ ngươi. Bất quá, truy sát mấy chục vạn dặm, bây giờ ngươi nói với ta những chuyện này, ngươi không thấy là có chút nực cười sao? Trong lòng bạch mi lão giả co lại, biết rõ chiêu này của mình không có hiệu quả, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Các hạ, lão hủ Lỗ Triệt, tự biết mạo phạm Thiên Uy, cảm giác rất sợ hãi, xin các hạ cho một cơ hội. Lỗ Triệt nguyện ý đầu hàng, làm nô làm bộc, hiệu khuyển mã chi lao. Ân, Giang Trần tuyệt đối không ngờ được, đối phương lại có thể dứt khoát như vậy, đánh không lại, liền trực tiếp đầu hàng. Biến hóa này đến thật sự quá nhanh, ngay cả Giang Trần cũng có chút chống đỡ không được nhìn chằm chằm mấy người kia một hồi ánh mắt lập lòe cũng chăm chú tự hỏi không thể không nói đối phương chủ động quy hàng khiến giang trần hơi có chút động tâm chu tước tiền bối ngươi nói như thế nào giang trần nhìn chu tước thần cầm nghe lời ngươi chu tước thần cầm đầu gật long huynh ngươi thấy thế nào giang trần mỉm cười hỏi long tiểu huyền hư một tiếng chu tước lão ca cũng nghe theo ngươi ta có ý kiến gì chứ nhiều năm không thấy long tiểu huyền vẫn thúi như cái rắm giang trần cười ha ha hơi có chút nghiền ngẫm nói lỗ triệt ngươi là người thức thời rất biết xem xét thời thế bất quá người như ngươi hôm nay có thể đầu hàng ta ngày mai cũng có thể phản bội ta ta làm thế nào biết ngươi đáng tin chỉ cần các hạ tin lỗ mỗ làm như thế nào đều được giang trần cười nhạt một tiếng biện pháp ngược lại không phải là không có chỉ cần các ngươi tiếp nhận thần trí ấn ký của ta trở thành tôi tớ của ta sinh tử ngay một ý niệm của ta các ngươi nguyện ý sao lỗ triệt cùng đồng bạn nhìn nhau những đồng bạn kia đều hơi có chút do so dự nhưng la bang chủ lại cười ha hả lỗ triệt lão tử xem như nhìn lầm ngươi rồi nguyên lai ngươi lại nhu nhược như thế tính toán ta nhìn lầm a à. các ngươi chơi lão tử không phụng bồi la bang chủ hiển nhiên rất rõ ràng dù bọn người lỗ triệt đầu hàng hắn cũng không có tư cách đầu hàng dù sao việc này là ngân kiếm bang hắn gây ra dù sao cũng phải có một người chịu tội thay có lẽ đối phương sẽ thu bọn người lỗ triệt làm nô bộc nhưng mà hắn, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới nói xong, là bang chủ hóa thành một đạo độn quang, hướng ra ngoài bắn đi. Hiển nhiên, hắn cũng rất thông minh, biết rõ thế cục hôm nay không có khả năng xoay ngược, cho nên 36 kế, chạy là thượng sách. Chỉ là, ánh mắt của Giang Trần, lại vô cùng lạnh nhạt, đối với là bang chủ chạy thục mạng, thật giống như có mắt không tròng. Khóe miệng của Chu Tước Thần cầm tràn ra một tia trào phúng, trong lúc đó, hai cánh động một cái, từng cánh chim Chu Tước, hóa thành ánh đao lè lè, mang theo khí thức giết chóc đáng sợ, phát sau mà đến trước, chặn kín đường đi của la bang chủ, từng đao từng đao, bước la bang chủ quay về đến. Thần sắc của la bang chủ đại biến, nhìn chu tước vô biến ảo thành lưỡi đao, từng đao từng đao, ngăn chặn toàn bộ đường đi của hắn. Hơn nữa, đao thế kia hung mãnh, căn bản không phải thực lực như hắn, dám can đảm đi ngạnh bính. Hắn có loại cảm giác, xu thế của đao phong này, đừng nói ngạnh bính, coi như là dính vào thoáng một phát, cũng để cho hắn chết 10 lần trăm lần. Chứng kiến là bang chủ bị mấy cây lông vũ biến ảo lưỡi đao bức về, bọn người lỗ triệt vốn còn ôm một chút tâm lý may mắn, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, giờ phút này cũng triệt để dập tắt ý nghĩ kia. Bọn hắn đều giật mình minh bạch, còn chu tước này, thần thông tuyệt đối hơn xa bọn hắn, có thể nói, người ta lật tay tầm đó, là có thể diệt bọn hắn. Lỗ triệt cũng triệt để minh bạch, âm tàm đoạt mệnh ti của mình, tuyệt đối là bị chu tước này diệt. Năm người của tiểu thang đảo, thân sắc cả đám trắng bệch, mặt không còn chút máu. mà La Bang chủ kia càng là hồn phi phách tán, không ngừng quái gọi. lỗ triệt, các người khoanh tay đứng nhìn, chờ lão tử treo rồi, liền đến phiên các người a. À. mọi người đồng tâm hiệp lực lao ra, thoát được một cái tính toán một cái. La Bang chủ hiển nhiên còn ôm tâm lý may mắn, sắp chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. chỉ là lúc này ý chí chiến đấu của bọn người lỗ triệt đã triệt để tiêu tan, mặc kệ La Bang chủ kia đầu độc như thế nào, bọn hắn làm sao có thể tâm động? bọn hắn không phải người ngu sao nhìn không ra là bang chủ kia căn bản đã là đèn cầy sắp tắt trong gió mệnh huyền một đường tùy thời có khả năng bị diệt loại tình huống này bọn hắn tiến lên hỗ trợ chỉ là phí công chịu chết mà thôi nói sau là bang chủ này là đầu sỏ đắc tội đối phương có lẽ sau khi hắn chết năm người bọn hắn ngược lại càng có hy vọng sống sót tiểu huyền người này để cho ta a à. pháp thân của chu tước thần cầm đột nhiên nhoáng một cái mở miệng ra hồng mang phấp phới hư không pháp thân của la bang chủ hoàn toàn không bị mình khống chế bị một cỗ khí lưu lôi cuốn sau một khắc chu tước thần cầm khẽ hấp pháp thân của la bang chủ liền bị cắn nuốt một màn huyết tinh đáng sợ kia làm cho bọn người lỗ triệt nơm nấp lo sợ trong mắt tràn đầy sợ hãi bịch bịch năm người kia đều không tự chủ được quỳ xuống hiển nhiên đối mặt thần uy bực này trong nội tâm bọn hắn so với ai khác còn tinh tường ngoan cố chống lại chỉ còn đường chết loại tình huống này chỉ có cầu xin tha thứ, mới có một đường sinh cơ. Giang Trần lạnh lùng đánh giá năm người này, ánh mắt tập trung lỗ triệt. Chỉ là tiểu thang đảo, tuy ở vùng biển kia có chút danh tiếng, nhưng mà không tính đặc biệt cường đại, lại có nhiều thiên vị cao dai như vậy. Các ngươi nói, đây là có chuyện gì? Giang Trần hỏi nghi hoặc trong lòng, chương 3001, cam làm nô bộc. Ta nói, ta nói, tiểu thang đảo bất đồng hòn đảo khác, tiểu thang đảo với tư cách đầu mối then chốt, là một bến tàu cực kỳ phồn hoa quanh thân tất cả đại hải vực rất nhiều giao dịch đều tiến hành ở tiểu thang đảo nhất là những sinh ý nhận không ra người kia trên cơ bản đều tiến hành trên tiểu thang đảo chúng ta cũng là bị tiểu thang đảo đảo chủ chiêu mộ gia nhập tiểu thang đảo chấp pháp đường trên thực tế chúng ta cũng không phải thổ dân của tiểu thang đảo lỗ triệt một năm một mười nói hết hư dù tiểu thang đảo có chút thực lực có chút hoạt động nhận không ra người lại không thể to gan lớn mật đến một bước kia a à. các ngươi không sợ đắc tội thiên tài của thập đại thần quốc làm tiểu thang đảo các người bị diệt phong lỗ triệt cười khổ nói các hạ có chỗ không biết trong tiểu thang đảo cũng có bóng dáng của thập đại thần quốc chỉ là đảo chủ rốt cuộc là người của thần quốc nào những thuộc hạ chúng ta lại không rõ ràng lắm bất quá chúng ta hoài nghi tiểu thang đảo đảo chủ rất có khả năng không chỉ bối cảnh một nhà sau lưng hắn rất có thể có mấy thần quốc ủng hộ cái gì chỉ là tiểu thang đảo có khoa trương như vậy sao Giang Trần có chút khó tin, căn cứ lỗ mỗ quan sát, tiểu thang đảo thật là như thế. Ngân kiếm bang kia, chẳng qua là một công cụ trợ giúp tiểu thang đảo đảo chủ vơ vét của cải mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân la bang chủ kia, dám khiêu chiến với mấy người chúng ta. Sau lưng hắn, có tiểu thang đảo đảo chủ ủng hộ. Lúc này, lỗ triệt cũng triệt để nói hết, Giang Trần giật mình, rốt cục minh bạch quan hệ trong đó. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngân kiếm bang này việc ác bất tận, sau lưng là có người ủng hộ không thể tưởng được người ủng hộ hắn lại là tiểu thang đảo đảo chủ giang trần liên tục cười lạnh bất quá nhàn sự của tiểu thang đảo giang trần không có ý định đi quản vô luận như thế nào người của ngân kiếm bang hắn đã giết không ít cái khẩu ác khí này cũng ra không sai biệt lắm chỉ cần ngày sau tiểu thang đảo kia không gây sự hắn tạm thời không rảnh đi ứng phó tiểu thang đảo ánh mắt chậm rãi nhìn mấy gia hỏa này giang trần lộ ra nụ cười quái dị các ngươi nói, ta là cùng một chỗ tiêu diệt bọn ngươi. Hay là cho các ngươi một cơ hội, lỗ triệt vội nói, xin các hạ cho chúng ta một cơ hội, mấy người chúng ta cũng nhìn ra được, các hạ tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chúng ta nguyện ý đi theo các hạ, làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc. Dù gieo xuống thần thức ấn ký, chúng ta cũng không một câu oán hận. Bọn người lỗ triệt này, đều xuất thân tán tu, bọn hắn đầu nhập vào tiểu thang đảo, cũng là vì truy cầu vinh hoa phú quý, truy cầu quyền thế, loại tán tu xuất thân dễ cỏ này rất biết xem xét thời thế rất hiểu đạo lý sinh tồn cho nên dù điều kiện rất khuất nhục chỉ cần có thể sống bọn hắn liền tiếp nhận với tư cách tán tu có thể tu luyện tới một bước này bọn hắn tự nhiên đều sợ chết đều không muốn chết như thế nhất là vì tiểu thang đảo chết bọn hắn càng cảm thấy không đáng giang trần gật gật đầu nếu như thế ta liền cho các ngươi một cơ hội bọn người lỗ triệt vui mừng quá đỗi vội vàng thi lễ thuộc hạ bái kiến chủ nhân, tạ ân tha mạng của chủ nhân. Không thể không nói, tư thái của bọn hắn có chút khó coi, với tư cách thiên vị cao dai, bọn hắn không để ý tôn nghiêm như vậy, quả thật để cho người nhìn không được. Nhưng mà, thế giới võ đạo có đôi khi tàn nhẫn như vậy. Muốn sống, nhất định phải khúm núm. Nói sau, bọn người lỗ triệt cũng không thấy cái này là sỉ nhục. Tuy bọn hắn không biết Giang Trần có thân phận gì, nhưng có thể nhẹ nhõm khống chế chân long cùng chu tước thần thú, có thể là người bình thường sao? loại chủ nhân này tuyệt đối là có tiền đồ có địa vị hơn tiểu thang đảo đảo chủ những thứ khác không nói chỉ là chu tước thần cầm kia coi như là tiểu thang đảo đảo chủ tự mình đến cũng chỉ còn đường chết tuyệt đối đánh không lại chu tước về phần chân long tựa hồ còn không có lớn lên nhưng mà tiềm lực của chân long huyết mạch ai lại không biết một khi chân long lớn lên đây tuyệt đối là rất đáng sợ cho dù là chu tước huyết mạch ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc thắng được chân long Nghĩ tới đây, bọn người lỗ triệt có chút sởn hết cả gai ốc. Chu Tước cùng chân Long, đã đáng sợ như vậy rồi, vậy người này, đến cùng có lai lịch gì? Cái này nên là địa vị đáng sợ cỡ nào? Bọn hắn quả thực không dám nghĩ nữa. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy đầu lạnh lẽo, thậm chí có chút may mắn, may mắn vừa rồi thức thời, không có liều mạng. Nếu liều mạng, hiện tại chỉ sợ bọn hắn sớm đã thành vật trong bụng người ta, làm bạn với la bang chủ rồi. Giang Trần đối với thần thức ấn ký, cũng không lạ lẫm. Mấy người các ngươi, buông lỏng thần thức, không cần có bất luận mâu thuẫn gì. Nếu như trong quá trình ta gieo xuống thần thức ấn ký, phát hiện các ngươi có mâu thuẫn, đó chính là giả ý đầu hàng. Vậy thì đừng trách ta tiến đưa các ngươi đi theo họ La kia làm bạn." Giang Trần lạnh lùng cảnh cáo, "Thần thức ấn ký này, một khi gieo xuống, trừ khi chủ nhân tự động buông tha, mới có thể tiêu trừ. Bằng không mà nói, dù chủ nhân chết, ấn ký này cũng sẽ phát tác, phá hủy thần trí của bọn hắn." Có thể nói một khi gieo xuống thần thức ấn ký, vận mệnh của bọn hắn chẳng khác nào cùng chủ nhân ấn ký liên hệ lại với nhau, căn bản không có khả năng có chuyển cơ gì. Trừ khi có một ngày, chủ nhân cảm thấy bọn hắn đáng tin, tự động hủy bỏ ấn ký, hủy bỏ điều khiển bọn họ, nếu không, sinh tử của bọn hắn, ngay một ý niệm của chủ nhân. Thần thức ấn ký này, tuyệt đối là tai họa ngầm cực lớn. Thế nhưng mà, bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thần thức triệt để buông lỏng tựa như đại cô nương cởi sạch quần áo, một bộ mặc quân ngắt lấy. Cảnh giới thần thức của Giang Trần là hoàn toàn không kém hơn những thứ này, thậm chí còn hơn. Dù sao, dây truyền phong ấn trong thức hải của hắn tuy còn chưa có mở, nhưng không ngừng phóng ra lực lượng, đối với tăng cường thần thức của Giang Trần là phi thường rõ ràng. Cảnh giới thần thức của Giang Trần hiện tại cơ hồ có thể chính diện chống lại thiên vị cửu trọng rồi. Phốc 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 phốc, từng đạo thần thức ấn ký không ngừng đánh vào trong thức hải bọn chúng để lại ấn ký thật sâu. Năm người này đều thầm giật mình, ấn ký kia mang theo uy năng thần thức, vậy mà phi thường cường đại, ẩn ẩn còn có thể áp chế thần trí của bọn hắn. Kia chứng minh, cảnh giới thần thức của chủ nhân, thậm chí còn cường đại hơn bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trước kia chém giết, bọn hắn đã phán định, mặc dù tu vi của đối phương không tệ, nhưng cuối cùng còn không phải thiên vị cao dai, tuy sức chiến đấu mạnh, nhưng ngăn không nổi bọn hắn hợp kích Thế nhưng mà, hôm nay xem ra, cảnh giới thần thức của chủ nhân, hoàn toàn ở trên bọn hắn A. chương 3002, dàn xếp cùng quyết định một Tuổi còn trẻ, rõ ràng có cảnh giới thần thức như vậy. Cái này để cho bọn hắn đã sợ hãi, lại thuyết phục. Vốn bị gieo xuống thần thức ấn ký, còn có chút không cam lòng. Thế nhưng mà đối mặt chủ nhân mạnh như thế, bọn hắn lại không có biện pháp không cam lòng. Bởi vì bọn họ đều biết, lần này gặp phải đối thủ, thật sự là quá đáng sợ có lẽ bây giờ thực lực của chủ nhân còn không có áp đảo bọn hắn thế nhưng mà chủ nhân này trẻ như vậy chỉ sợ qua không được bao lâu có thể toàn phương bị áp chế bọn hắn nếu cứ như vậy phát triển ngày khác chủ nhân này đột phá cực hạn thành tựu thần đạo cũng chưa chắc không có khả năng một khi chủ nhân là thần đạo bọn hắn làm nô bộc có thể kiếm lợi lớn rồi phải biết rằng cường giả thần cảnh ở vạn huyên đảo trong truyền thuyết cùng có bằng chứng tổn thế cộng lại cũng không quá đáng mấy chục người mà ở trong thiên vị không biết bao nhiêu người, đánh vỡ đầu muốn đi làm tôi tớ cho tiền bối thần đạo, với tư cách thần bộc, đạt được thần linh chỉ điểm, cái này đối với cường giả thiên vị mà nói, là vinh quang trí cao vô thượng. Hầu hạ thần linh, trở thành thần bộc, càng là truy cầu trong lòng của rất nhiều cường giả thiên vị. Đạt được thần linh chỉ điểm, mới có thể phá vỡ sai lầm, thành tựu sự nghiệp to lớn. Không thể tưởng được, hôm nay bọn hắn rõ ràng có thể gặp được loại cơ hội này. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn kinh hỉ ngược lại vượt qua uể oải. Bất quá, sang Trần tạm thời lại không có ý định mang bọn hắn theo, mà chỉ nói. Lỗ triệt, bọn người đầu nhập vào ta, lời nói thừa thãi ta không muốn nhiều lời. Nếu toàn tâm toàn ý phụ tá ta, ngày khác phúc duyên, chắc chắn vượt qua các người tưởng tượng. Bất quá, nếu như các người phụ ta, có kết cục gì tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời. Lỗ triệt vội vàng chỉ thiên thề, chủ nhân yên tâm, chúng ta đã hàng phục, thì tuyệt không hài lòng. Huống hồ, chúng ta rơi vào trong tay chủ nhân chưa hẳn không phải một hồi tạo hóa chúng ta cũng đã nhìn ra chủ nhân muốn giết chúng ta chỉ là sự tình nhấc tay mấy gia hỏa này bổn sự lớn nhất là biết xem xét thời thế cũng là người thức thời mà giang trần nói sở dĩ giang trần thu bọn hắn làm nô bộc tự nhiên cũng có cân nhắc hắn ở vạn uyên đảo trước mắt không có căn cơ gì tuy ở vĩnh hằng thánh địa chiếm được một ít danh khí nhưng thế lực thuộc về hắn cơ hồ là không có quả thật vĩnh hằng thánh địa kia hoàn toàn chính xác không kém, có thánh tổ đại nhân, có ba đại thánh chủ, còn có nhiều cường giả như vậy, thế nhưng mà dùng tình huống trước mắt của thánh địa, Giang Trần có thể cậy vào cũng không nhiều. Thậm chí, tương lai vĩnh hằng thánh địa còn có thể cậy vào hắn nhiều cũng nói không chừng. Cho nên, tổ kiến thế lực của mình, để cho thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, đây là sự tình nhất định phải cân nhắc. Vốn, Giang Trần muốn đuổi bọn họ đến Đông Diên Đảo, bất quá ngẫm lại vẫn là được rồi đám người kia thực lực thêm cùng một chỗ, cũng không kém Yến Vạn Quân, muốn bọn hắn đi đông diên đảo, Yến Vạn Quân chưa hẳn ép được bọn hắn, nói sau, mấy gia hỏa này, chỉ nghe Giang Trần hắn, đi đông diên đảo, trước mắt cũng chưa chắc sẽ nghe Yến Vạn Quân. Cho nên, Giang Trần vẫn quyết định để cho bọn hắn tạm thời tự do hoạt động. Mấy người các ngươi, tạm thời về kỳ tích chi thành trước, ở đó giàn xếp xuống. Tùy thời chờ đợi triệu hoán của ta, nhớ kỹ, tại kỳ tích chi thành, các ngươi muốn làm cái gì, đều là tự do của các ngươi. Bất quá, nhất định phải bảo chủ hữu dụng chi thân, các ngươi là nô bộc của ta, ta không để cho các ngươi chết, các ngươi tuyệt đối không thể chết được. Vâng, nghe Giang Trần nói không mang bọn hắn theo trên người, trong lòng bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, ít nhất tạm thời, bọn hắn vẫn là tự do. Dù sao tiểu thang đảo bọn hắn nhất định không trở về được. Ở kỳ tích chi thành giàn xếp, vẫn là rất không tồi, luận trình độ phồn hoa, kỳ tích chi thành phồn hoa hơn tiểu thang đảo nhiều. Tốt rồi, các người có thể phản hồi kỳ tích chi thành trước. Giang Trần phân phó hoàn tất, liền đuổi bọn hắn đi. Dù sao, đã gieo xuống thần thức ấn ký, cũng không sợ bọn họ chạy tới chân trời góc biển. Chỉ cần bọn hắn còn sống, Giang Trần muốn triệu hoán bọn hắn, chỉ là một ý niệm. Nhìn bọn người lỗ triệt ly khai, chu tước thần cầm bỗng nhiên nở nụ cười. Trần Thiếu, vài năm không thấy, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, thủ đoạn cũng tiến bộ a. Cường giả thiên vị cũng bị người đùa bỡn trong bàn tay, một chút lực phản kháng cũng không có. Ha ha ha, lần này toàn bộ nhờ chu tước tiền bối ngài uy phong. Lần này, Giang Trần Đích thật là có hiểm nghi cáo mượn oai hùng. Ha ha, người đừng gọi ta là chu tước tiền bối, bằng không thì tiểu huyền sẽ mất hứng. Người vẫn bảo ta chu tước lão ca a, niên kỷ của ta so với các ngươi lớn hơn, nhưng tâm tính vẫn như người trẻ tuổi, ha ha ha. Chu tước thần cầm hoàn thành niết bàn, tâm tình cũng cực kỳ sung sướng. Giang Trần thuận tay lấy ra một viên đan dược, ném cho Long Tiểu Huyền. "Long huynh, đây là Đỉnh Thiên đan, có thể cho ngươi ở thiên vị vô điều kiện tăng lên nhất trọng." Con mắt của Long Tiểu Huyền sáng ngời, thuận thế tiếp tới. Chu Tước Thần cầm thở dài, "Địa phương nhân tộc các ngươi cường đại nhất là trí tuệ thông minh. Theo lý thuyết, huyết mạch nhân tộc là rất yếu kém. Thế nhưng mà nhân tộc các ngươi xác thực có nhiều ưu thế mà các chủng tộc khác không có. Các ngươi giỏi về dung hợp huyết mạch của chủng tộc khác" có được trí tuệ toàn năng mà chủng tộc khác không có. Nhắc tới phương diện đan đạo, nhân tộc các người xác thực là rất có ưu thế. Giang Trần lại không kiêu ngạo, bởi vì theo hắn biết, ở chư thiên đại thế giới, chủng tộc so với nhân tộc càng am hiểu đan đạo, cũng có. Có rất nhiều chủng tộc, thiên phú ở lĩnh vực đan đạo càng thêm siêu quần. Bất quá, những chủng tộc kia, so với nhân tộc, ở năng lực sinh sôi nảy nở, ở năng lực dung hợp huyết mạch, lại xa xa không kịp. Nghe nói Chu Tước Thần Cầm đột phá cảnh giới bán thần, cái này để cho Giang Trần cũng tự đáy lòng vì Chu Tước Thần Cầm cảm thấy cao hứng. Mà Long Tiểu Huyền là thiên vị tứ trọng, cùng Giang Trần đồng dạng. Cái này để cho Giang Trần có chút vui mừng, mới đầu hắn còn tưởng rằng Long Tiểu Huyền đã là thiên vị ngũ trọng lục trọng rồi. Xem ra mình còn là ảo giác, bất quá thiên vị tứ trọng có thể có uy thế đáng sợ như vậy, cũng để cho Giang Trần cảm khái không thôi. Long Huynh, ta một mực cố gắng tu luyện, lại có đỉnh thiên đan phụ tá, lúc này mới tu luyện tới thiên vị tứ trọng, không thể tưởng được, người dễ dàng liền đến thiên vị tứ trọng, thật làm cho người đỏ mắt. Long tiểu huyền lại không được tự nhiên, kỳ thật nó đối với Giang Trần tu luyện tới thiên vị tứ trọng, cũng cảm thấy rất bội phục. Dù sao, thời điểm tách ra, Giang Trần mới chỉ là đế cảnh mà thôi. Trường 3003, dàn xếp cùng quyết định hai Từ đế cảnh đến thiên vị tứ trọng, mới ngắn ngủn mấy năm, khoảng cách này đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một kỳ tích. Chu Tước Thần cầm quả nhiên nói: "Trần Thiếu, ngươi đừng chưa biết đủ nữa, loại tốc độ tu luyện như ngươi, thời đại thượng cổ, ta cũng chưa từng gặp qua. Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi ở tu luyện chi đạo, hoàn toàn là không có bình cảnh, không có cực hạn a? À. Muốn đột phá như thế nào liền đột phá như thế đó a. À. Thiên tài, đại nhân vật của nhân tộc các ngươi, ta cũng gặp không ít, thế nhưng mà giống như ngươi, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ngươi phá vỡ nhận thức cực hạn của ta đối với nhân tộc rồi." có thể được chu tước thần cầm đánh giá như thế có thể nói là phi thường khó được ngay cả long tiểu huyền cũng khó được tán thưởng trong nhân tộc thiên phú của trần thiếu xác thực rất hiếm thấy vạn huyên đảo này ta chưa quen thuộc nhưng nhân tộc ở nhân loại cương vực cùng trần thiếu hoàn toàn không phải một cấp độ tốt rồi các ngươi đừng khích lệ ta nữa lần này ta có việc cần hỗ trợ của các ngươi trần thiếu chuyện gì cứ mở miệng tâm tình của chu tước thần cầm rất tốt huống hồ giang trần đối với hắn có ân cứu mạng cho nên nếu Giang Trần có chuyện gì, hắn là bụng làm giả dạ chịu. Có phải giúp người đoạt nữ nhân hay không? Nha đầu gọi Hoàng Nhi kia thật không tệ. Đi, chúng ta đi Vĩnh Hằng Thần Quốc ngay bây giờ. Đoạt nha đầu kia đến. Chu Tước Thần cầm hào khí vượt mây. Không không, Chu Tước lão ca đừng hiểu lầm. Hoàng Nhi ta đã cướp đến tay rồi. Nàng đã bị ta đưa trở về nhân loại cương vực. Hiện tại vấn đề là Giang Trần lập tức mở máy hát, đem tao ngộ của mình ở Vĩnh Hằng Thánh địa đại khái nói một trận nói đến thế cục trước mắt của vĩnh hằng thánh địa giang trần càng cường điệu nói không có vĩnh hằng thánh địa ta tuyệt đối không thể cướp hoàng nhi đến tay nhanh như vậy cho nên ta thiếu vĩnh hằng thánh địa một cái nhân tình hơn nữa ta cùng vĩnh hằng thánh địa thánh tổ đại nhân kia cũng có ước định tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn hắn mà đi chu tước thần cầm gật gật đầu trần thiếu vẫn là trần thiếu riêng ta thì thưởng thức điểm này của ngươi làm người có đảm đương giảng tình nghĩa có nguyên tắc nghe ngươi nói như vậy vạn huyên đảo cũng không phải mỗi người đều hỗn đàn. Người của mười đại thánh địa, ngược lại là rất giỏi. Vì thần huyên đại lục trông coi môn hộ, thượng cổ đến nay, làm bao nhiêu hy sinh, quả thực không dễ dàng. Tuy nhân tộc các người có không ít hỗn đản, nhưng có ít người, làm người làm việc, vẫn là đạo đức tốt, đáng giá thiên cổ truyền tụng. Chu tước thần cầm là một linh cầm rất chú ý nghĩa khí, nó từ thời đại thượng cổ, liền cùng nhân tộc có quan hệ không tệ. Cho nên, nó đối với nhân tộc, là có quyền lên tiếng. Tiểu Huyền, người thấy thế nào? Chu Tước Thần cầm trưng cầu ý kiến của Long Tiểu Huyền. Đi, đều đi, nhìn mặt mũi của Trần Thiếu, phải đi. Long Tiểu Huyền vẫn là tính cách trong nóng ngoài lạnh, trên thực tế, cảm tình của nó đối với Giang Trần, có lẽ còn hơn Chu Tước Thần cầm. Dù sao, nó và Giang Trần, coi như là cùng chung hoạn nạn, đã trải qua quá nhiều mưa gió. Mà Giang Trần chiếu cố nó, cũng phi thường chu đáo, để cho Long Tiểu Huyền muốn không cảm động cũng khó khăn. Tốt, vậy chúng ta cùng đi, chu tước thần cầm vui mừng quá đỗi đúng rồi tiểu bạch ở đâu nó hiện tại ra sao rồi long tiểu huyền chợt nhớ tới tiểu bạch nó cùng thái tuế bạch hổ đang âm thầm phân cao thấp ai cũng muốn vượt qua đối phương lẫn nhau tầm đó cạnh tranh vẫn rất lớn bất quá cái này không có nghĩa là quan hệ của bọn hắn thành thủy hỏa trái lại quan hệ giữa chúng trên thực tế cũng không kém thậm chí có chút hít tỉnh táo tương thích không có gặp thái tuế bạch hổ long tiểu huyền ngược lại có chút tưởng niệm giang trần cười nói tiểu bạch gặp được một đại tạo hóa tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh ta cảm giác cọc tạo hóa này của nó phi thường kinh người thậm chí ý nghĩa vượt qua địa ngục đảo đối với chu tước lão ca a à, khoa trương như vậy con mắt của chu tước thần cầm cũng sáng ngời ân giang trần gật đầu đến đó các ngươi sẽ biết nó tìm được một mạch khoáng phi thường thích hợp thuộc tính của nó nó ở đó quả thực là như cá gặp nước ta suy đoán qua không được mấy năm tiểu bạch sẽ thoát thai hoán cốt chu tước thần cầm cười to tiểu huyền xem ra ngươi phải cố gắng lên tiểu bạch có cọc tạo hóa này có thể vượt xa ta và ngươi a à. long tiểu huyền gật gật đầu biểu lộ cũng trở nên thập phần ngưng trọng hiển nhiên kiêu ngạo tự tôn của long tộc khiến nó không muốn cùng tiểu bạch đọ sức ở hạ phong huống chi tu luyện của nó cất bước sớm hơn tiểu bạch mặc dù tu vi hiện tại của tiểu bạch cùng nó còn có tranh lệch thế nhưng mà đã có cọc tạo hóa kia vậy liền khó nói rồi dù sao tiểu bạch có huyết mạch của thái tuế bạch hổ Tốc độ tu luyện của nó muốn tăng lên, cũng có thể đạt tới trình độ phi thường biến thái. Nhưng Giang Trần lại cười nói, "Long huynh, sự tình tu luyện đều có tạo hóa, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng gặp phải loại thiên đại tạo hóa này, chỉ chớp mắt, ngươi liền nhảy vào thần đạo thì sao?" Thế giới võ đạo, loại vật như tạo hóa rất khó nói, khắp nơi tồn tại ngoài ý muốn, có đôi khi một cơ hội nho nhỏ sẽ nghênh đón một thiên đại tạo hóa. Chu Tước Thần Cầm cũng khuyên nhủ, "Các ngươi cứ nghĩ tới ta đi." từ thời đại thượng cổ đã hoành hành thần nguyên đại lục, đến bây giờ, vẫn còn là bán thần A. Vì cái gì, cái kia chính là vận mệnh của ta chưa tới, tánh mạng chấm dứt, lại không tìm được cơ hội niết bàn. Nhờ có nhận thức trần thiếu, nếu không, nói không chừng ở di chỉ thánh nhất tông, liền là mai cốt chi địa của ta. Chu tước lão ca, Long huynh, vậy để cho chúng ta ở vạn nguyên đảo, hảo hảo làm lớn một hồi. Chu tước lão ca tu luyện, đã đến cực hạn, muốn đột phá thần đạo, phải có cơ hội mới địa ngục đảo đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu thần đạo của ngươi dùng ta xem tiếp sau nếu ngươi không ngừng chiến đấu không ngừng hấp thu linh lực mới có cơ hội tìm hiểu thần đạo thành tựu vô thượng thần đạo nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ thần cách giang trần hăng hái nói không sai lấy chiến tranh nuôi chiến tranh tìm kiếm đột phá thời đại thượng cổ có rất nhiều thiên tài đều dựa vào loại phương thức này không ngừng đạt được đột phá chu tước thần cầm cũng thở dài luận độ tinh khiết huyết mạch có lẽ chu tước huyết mạch của ta cũng không bằng chân long huyết mạch của tiểu huyền tiểu huyền muốn đột phá thần đạo có lẽ tu luyện bình thường làm từng bước thời gian vừa đến nước chảy thành sông mà ta muốn đột phá thần đạo lại phải kinh nghiệm các loại sinh tử khó khăn chắc trở từ thượng cổ đến bây giờ ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới nghênh đón cơ duyên lần này với ta mà nói gặp được trần thiếu chính là đại cơ duyên trong vận mệnh của ta chương ba nghìn phản hồi vĩnh hằng thần quốc giang trần ngược lại có chút hổ thẹn chu tước lão ca đừng nói như vậy ta sao dám đảm đương ha 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 tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn ngày đầu tiên nhận thức ngươi ta liền biết rõ tiểu tử ngươi nhất định sẽ thành đại sự có lẽ thời gian cùng ngươi lưu lạc sẽ phi thường đặc sắc tiểu huyền ngươi nói có đúng hay không long tiểu huyền nhẹ gật đầu lại một bộ tâm sự nặng nề hiển nhiên tin tức của thái tuế bạch hổ làm cho long tiểu huyền cảm nhận được một chút áp lực long tiểu huyền âm thầm nghĩ đến phải như thế nào để tiếp tục bảo trì ưu thế với thái tuế bạch hổ. Ly khai hải vực này, Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm đều hóa hình thành nhân loại. Long Tiểu Huyền vẫn là hình tượng thiếu niên thon gầy lúc trước. Về phần Chu Tước Thần Cầm, lại biến thành một thanh niên cường tráng áo bảo hồng, trải lấy kiểu tóc không chủ lưu, hai bên trụi lùi, chính giữa như nằm một con bò sát hồng sắc. Mà áo bảo hồng của hắn cũng lộ ra rất bắt mắt. Chu Tước Thần Cầm sờ lên cái đầu gần như chọc, cười ha ha nói. Ta vừa mới hoàn thành nhất bàn, hiện tại cũng là người trẻ tuổi rồi. Ta giả bộ non một chút, các ngươi không ngại chứ?" Giang Trần cũng cười nói, "Cái hình tượng này rất hay, ha ha, không thể tưởng được bộ dạng của Chu Tước lão ca khi hóa hình, rõ ràng đáng yêu như thế, ha ha ha." Chu Tước thần cầm lại gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ. Kỳ thật hắn cũng cảm giác mình giả bộ nai tơ, bất quá cái hình tượng này, nó lại rất hài lòng. "Về sau, ta không gọi Chu Tước, gọi chúc các các người cũng đừng gọi sai. Chu Tước, Chu Các, kỳ thật vẫn là một, chỉ có điều phát âm có chút xuất nhập mà thôi. Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền hóa hình, ẩn tàng huyết mạch của tứ đại thần thú, người ngoài nhìn là hoàn toàn nhìn không ra trò gì. Trở lại kỳ tích chi thành, Giang Trần âm thầm điều tra thoáng một phát, phát hiện bọn người lỗ triệt vẫn tương đối trung thực, quả nhiên lưu ở kỳ tích chi thành, không có chạy thuộc mạng. Nếu như bọn người lỗ triệt chạy thuộc mạng, Giang Trần tuyệt đối không ngại thúc dục thần thức, trực tiếp diệt bọn chúng sát. Thấy bọn họ coi như trung thực, Giang Trần liền không quấy dày bọn hắn, một người hai thú, ở kỳ tích chi thành dừng lại một đêm, Giang Trần cũng âm thầm hỏi thăm một chút, kỳ tích chi thành này, đồng dạng không có bất kỳ tin tức gì về vĩnh hằng thần quốc phản loạn. Như thế lại để cho Giang Trần có chút khó tin, theo lý thuyết, vào đêm đó trước khi Giang Trần ly khai vĩnh hằng thánh địa, diệt sát mấy tên vân lãng tông kia, nghe nói phản loạn chỉ cách hai ngày. Hôm nay hai tháng qua đi, nếu như muốn phản loạn, có lẽ đã sớm động thủ mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không có bộc phát. Giang Trần có chút khó hiểu, bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ở hắn xem ra, ở đây nhất định là có nội tình gì. Giang Trần thúc giục tinh duyên phi thuyền, lại không có vội vả như thời điểm đi. Nếu như phản loạn muốn bộc phát, hiện tại có lẽ đã sớm bạo phát. Nếu như không có bộc phát, thì không vội ngày một ngày hai rồi. Lần trước tiêu diệt mấy gia hỏa của Vân Lãng Tông, chuyện này nhất định sẽ bạo lộ khiến cho những thế lực liên minh kia hoài nghi. Nếu như phản loạn thật sự đã xảy ra, thế lực liên minh này đánh vào vĩnh hằng thánh địa, nhất định sẽ phát hiện thiếu giang trần hắn, thiếu yến thanh tang, thiếu hoàng nhi. Bởi như vậy, chỉ cần người ta hơi tính toán, liền có thể suy tính ra, khi ấy ly khai vĩnh hằng thánh địa, tiêu diệt mấy trưởng lão của vân lãng tông, chính là giang trần hắn. Nếu thật là như vậy, nói không chừng từ một nơi bí mật gần đó, giang trần hắn đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại tình huống này, Giang Trần không thể không phòng bị. Một ngày này, Giang Trần lái tinh duyên phi thuyền, đến khu vực cách vĩnh hằng thần quốc vài nghìn dặm. Đến khu vực này, Giang Trần quyết định không dùng tinh duyên phi thuyền nữa. Nếu như lái phi thuyền tiến vào vĩnh hằng thần quốc, vậy thì quá dễ làm người khác chú ý. Giang Trần cũng không muốn quá mức rêu rao, dù sao, thế cục bây giờ phi thường vi diệu. Buông tha phi thuyền, một người hai thú lẫn vào đội ngũ tán tu, tiến nhập vĩnh hằng thần quốc. Tiến vào vĩnh hằng thần quốc, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, hào khí của Vĩnh Hằng Thần Quốc rất không giống. Nhìn về phía trên, tựa hồ hết thảy đều không có gì thay đổi. Thế nhưng mà cẩn thận phẩm vị, sẽ cảm thấy thế cục rất phi diệu. Đây là một loại cảm giác ngoài lòng trong chặt, từ khi bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhất cử nhất động, giống như âm thầm đang có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn xem. Không đơn thuần là nhìn bọn hắn, kể cả từng tán tu nhập cảnh, giống như đều trong giam khống nghiêm mật. Trần Thiếu, cái này là vĩnh hằng thần quốc sao? xem ra quả nhiên là có vấn đề a à. chu tước thần cầm rất giàu kinh nghiệm trực giác của nó cũng phi thường cường đại kỳ thật giang trần cũng đã nhận ra khác thường gật gật đầu đúng vậy khẳng định có vấn đề vĩnh hằng thần quốc này nhất định phát sinh chuyện gì chẳng lẽ phản loạn kia đã xảy ra sao hẳn là vậy chu tước thần cầm gật đầu như vậy mới thú vị long tiểu huyền nói nếu như chuyện gì cũng không có phát sinh như vậy chúng ta không phải không công chạy một chuyến sao theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận vĩnh hằng thần đô giang trần rõ ràng cảm giác được thần đô đề phòng càng thêm xâm nghiêm khắp nơi đều có thể chứng kiến võ sĩ mặc bào phục của hoàng thất thân vệ ở bốn phía tuần tra đối với tu sĩ qua lại kiểm tra phi thường nghiêm khắc khó trách một mực không có tin tức truyền đi chế độ xuất nhập cảnh nghiêm mật như vậy tin tức gì có thể bị truyền ra chứ giang trần chứng kiến giới nghiêm mạnh như thế cũng âm thầm thở dài loại tình huống này muốn trà trộn vào thần đô đích thật là không dễ dàng Giờ phút này bọn người Giang Trần ở một thành thị cách thần đô 3.000 dặm cái thành phố này bình thường cũng rất phồn hoa những ngày này lại càng thêm phồn hoa rồi lưu lượng người càng đến tình trạng khoa trương rất rõ ràng nhiều tu sĩ muốn vào thần đô đều ngừng lại ở thành phố này cái thành thị này tên là Hồng ưng Thành so sánh dĩ vãng nhân khẩu lưu động gia tăng lên ít nhất gấp 3 cái này cũng khiến năng lực tiếp đãi của thành phố này mang đến khảo nghiệm thật lớn Giang Trần và hai đồng bạn cũng ngừng lại ở Hồng ưng Thành Muốn vào thần đô, phải đi qua kiểm tra nghiêm mật, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Những thứ khác không nói, chỉ là từng đạo kiểm tra kia, liền căn bản không cách nào dùng phương thức bình thường thông qua. Trần Thiếu, ngươi muốn làm sao bây giờ? Chúng ta đều ủng hộ ngươi, Chu Tước Thần cầm cười nói. Long Tiểu Huyền không đợi Giang Trần mở miệng, lại nói: Cùng lắm thì trực tiếp giết qua, những cửa khẩu kia, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Giang Trần cười khổ nói: chẳng lẽ ngươi muốn dùng thực lực ba người chúng ta đối kháng toàn bộ của lực lượng vĩnh hằng thần quốc hiện tại bọn hắn hoan nghênh nhất chỉ sợ sẽ là chúng ta trực tiếp giết qua a chương ba nghìn tổ bốn người trụ quang tông một trực tiếp giết qua hành vi ngu xuẩn nhất của mãng phu giang trần tự nhiên không có khả năng tiếp thu dù thực lực của chu tước thần cầm siêu quần nhưng mà vĩnh hằng thần quốc cũng là quốc độ có thần linh loại địa phương này không phải là ngươi nói xông vào liền có thể xông vào nếu như không có thần linh, như vậy nơi này, đối với chu tước thần cầm mà nói, hoàn toàn chính xác có thể đi ngang, xông vào như thế nào đều được. Thế nhưng mà, quốc độ có thần linh, tuyệt đối không cho phép làm như vậy. chu tước thần cầm sao cũng được, trên thực tế, nó cũng không chủ trương xông vào. Dù sao, chu tước thần cầm trải qua thượng cổ đại chiến, bái kiến rất nhiều tràng diện, biết rõ nhân tộc quỷ kế đa đoan. Người không xông vào, cũng không biết có bao nhiêu bẫy dập chờ người đi chui. Xông vào, cái kia chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. nếu như chu tước thần cầm nó đột phá thần đạo, ngưng tụ thần cách, nó thật đúng là có dũng khí xông vào. dù xông vào không cách nào thông qua, nó cũng có nắm chắc qua lại tự nhiên. đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đầu đường đi qua một nhóm người. giang trần chứng kiến cách ăn mặc của nhóm người này, trong lòng hơi động một chút. những thứ kia, giang trần rất quen mắt. đây là tu sĩ của chủ quang tông. giang trần đối với tu sĩ của chủ quang tông, là một điểm cũng không xa lạ gì. Lúc trước Giang Trần đi theo đội ngũ Yến ra, lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã bị người chủ Quang Tông ngăn lại, nói muốn qua chủ Quang Tông phải giao tiền mãi lộ. Khi đó, Giang Trần đối với người của chủ Quang Tông đã có ấn tượng. Lần kia Giang Trần ly khai Thánh Địa, tiêu diệt mấy gia hỏa của Vân Lãng Tông, nhớ rõ người cầm đầu nọ từng đề cập tới, lần này trong liên minh nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, thần quốc ba đại tông môn, đều tham gia. Cái gọi là ba đại tông môn, là Vân Lãng Tông, chủ Quang Tông, còn có giao chỉ tông. Trừ lần đó ra, còn có mấy thế gia, những cái này đều là thế lực nhất lưu của vĩnh hằng thần quốc. Mấy gia hỏa trụ quang tông này, thoạt nhìn thần thái vội vàng, tựa hồ có nhiệm vụ gì khẩn cấp. Chu tước lão ca, chúng ta nhìn chầm chầm vào mấy gia hỏa kia, có lẽ có cơ hội trà trộn vào thần đô A. Giang Trần nhìn bộ dạng bốn người kia, hẳn là muốn đi vào vĩnh hằng thần đô. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, toát ra một cách nghĩ khá lớn mật. Thực lực của ba người bọn họ, tự nhiên là viễn siêu bốn người trụ quang tông kia bốn người kia trong đó cầm đầu là thiên vị trung giai còn có ba cái đều là thiên vị sơ giai địa vị ở trụ quang tông chắc có lẽ không quá thấp hẳn là thuộc về thế hệ trước giang trần đối với tất cả thế lực lớn cấu thành vĩnh hằng thần quốc vẫn còn có chút nhận thức tiến vào thiên vị đều có tư cách đạt được một ghế trưởng lão nhưng ở vĩnh hằng thánh địa lại ngoại lệ vĩnh hằng thánh địa dù sao cũng là trưởng khống giả thực lực so với thế lực nhất lưu khác cường đại hơn nhiều cho nên tại vĩnh hằng thánh địa cho dù là hạ trưởng lão, yêu cầu cũng phi thường cao. Thượng trưởng lão, yêu cầu còn cao hơn, tiến vào tử quán kia, thần thức của bọn người Giang Trần hơi quét qua, liền nhận ra khu vực của bốn người trụ quang tông. Bốn người này, đang ở trong một gian phòng lịch sự, hơn nữa là một vị trí dựa vào nội viện, lộ ra thập phần ưu tính. Bọn người Giang Trần cũng mướn một gian phòng, cách bốn người kia không xa. Bởi như vậy, lấy thần thức cường đại của bọn người Giang Trần, lại có thể nghe bọn chúng đối thoại nhất thanh nhị sở gọi một tí tử thủy bọn người giang trần làm bộ uống rượu nhưng lại âm thầm điều tra bốn người kia hiển nhiên không ngờ rằng mình đã bị người nhìn chằm chằm ở đằng kia uống rượu ăn cơm cũng không có vội vã nói chuyện sau một lúc lâu một tu sĩ tương đối trẻ tuổi trong đó trùng trùng điệp điệp thả ly rượu trong tay con mẹ nó xui chúng ta mười người đi ra ngoài chỉ có bốn người trở lại còn bị đám xúc sinh vân lãng tông kia đoạt công lao thật sự là đáng giận tốt rồi a hồng đừng phàn nàn coi tai vách mạch rừng. Bên trong một thanh âm trầm thấp, lại mang theo ý tứ quát lớn. Cửu ca, chuyện cho tới bây giờ, người cần gì phải như vậy nữa? Chúng ta ra vẻ đáng thương, từng bước một nhượng bộ, kết quả được cái gì? Công lao đã nói, sự tình đã nói, lại luôn có người đến đoạt. Như vậy xuống dưới, trụ quang tông chúng ta đi lại thành công cụ của bọn hắn. Chỗ tốt lại kiếm không đến nửa điểm, sớm biết như vậy, chúng ta tranh vào vũng nước đục này làm gì? Có tất yếu sao? Cửu ca kia còn chưa mở miệng, một thanh âm khàn khàn khác cũng nói. Cửu ca, người cũng đừng trách ha hồng cào nhau, những người kia quá hư không tưởng nổi rồi. Thời điểm kết minh, từng bước từng bước nói rất dễ nghe. Cái gì lợi ích mọi người bình quân phân phối, cái gì về sau mọi người đồng tâm hiệp lực, không thể có tư tâm. Kết quả là, ai không có tư tâm, chủ quan tông chúng ta, lại bị bọn hắn đùa nghịch. Cửu ca kia thở dài một hơi, tốt rồi, mấy vị huynh đệ, tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ chúng ta là đâm lao phải theo lao. Những phàn nàn này cũng không làm nên chuyện gì. Nếu để cho Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nghe được, ngược lại hiểu lầm chúng ta. Cho rằng chúng ta có dị tâm, đến lúc đó chúng ta nhảy vào trong nước cũng rửa không sạch A. À. Hiện tại, dù chúng ta kiên trì, cũng phải lên A. Hoàng thất đoạt quyền, hạ hầu gia tộc cùng Hoàng thất đúng là tuần trăng mật. Bây giờ bọn hắn là nói một không hai. Vân lãng tông cùng hạ hầu gia tộc quan hệ tốt, biết vuốt mông ngựa, chỗ tốt tự nhiên là để cho bọn hắn nhiều một chút rồi. Đâu chỉ là nhiều một chút, nếu như là một chút, chúng ta cũng nhịn, vấn đề là, bọn hắn căn bản không chỉ chiếm nhiều một chút A. À. Tướng ăn của bọn hắn, thật sự rất khó coi, thanh âm phàn nàn của A Hồng, một chút cũng không che giấu, hiển nhiên hỏa khí của hắn rất lớn. Tốt rồi, uống rượu A, à. sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải tiến về thần đô phục mệnh. Cửu ca bắt đầu hòa giải, hắn biết rõ muốn mọi người tiêu mất nộ khí, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn muốn chuyển hướng chủ đề, để cho mọi người uống rượu trò chuyện. Cửu ca, người cũng đừng ba phải. Huynh đệ chúng ta không có ngoại nhân, nói vài lời xuất phát từ nội tâm, thì có làm sao? Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, hiện tại mới không có hứng thú đến nghe trộm chúng ta nói chuyện. Bọn hắn đường làm quan rộng mở, hiện tại đang bề bổn chia cắt lợi ích. Ở đâu có hứng thú đối với những tiểu nhân vật chúng ta? Nói cũng đúng, nói thật, ta thực sự hối hận đáng tiếc trụ quang tông không phải ta làm chủ, nếu như ta làm chủ, ta hoàn toàn hy vọng trụ quang tông là cách cục lúc trước. Ta có dự cảm, hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất khống chế vĩnh hằng thần quốc, tương lai nhất định sẽ so với trước kia bết bát hơn. Trụ quang tông chúng ta, tuyệt đối sẽ không sống khá giả nổi. Ta biết rõ các người không tin ta, nhưng mà ngày ấy, ta khẳng định sẽ đến. chương 3006, tổ bốn người trụ quang tông 2. Thằng này nói xong, cũng rầm 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 rầm, miệng lớn uống rượu. Cửu ca, người nói lão triệu nói có đạo lý hay không? Thanh âm của A Hồng kia lại vang lên, thời điểm vĩnh hằng thánh địa khống chế thần quốc, ít nhất có thể làm được công bình. Hạ hầu gia tộc, bọn hắn làm không được, ai thân với bọn họ, bọn hắn liền chiếu cố ai. Ai nghe lời, bọn hắn liền chiếu cố. Dùng ta xem, hạ hầu gia tộc, căn bản không có khí chất làm lão đại. Vì cái gì thần quốc vẫn luôn là thánh địa khống chế, vẫn có đạo lý. Nói tới đây, bỗng nhiên sợ hãi hỏi, cửu ca, vĩnh hằng thánh địa, thật sự cứ như vậy xong sao? Cửu ca kia trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói. Ta cũng không tiện nói, hiện tại tinh anh các tông, đã vây quanh thánh địa. Cao thủ thánh địa chạy đi, đại đa số đã bị truy sát. Ở lại thánh địa, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chỉ là dựa vào thánh địa đại trận miến cưỡng trèo chống. Thế nhưng mà, ta nghe người ta nói, thánh địa lợi hại nhất, cũng không phải ba đại thánh chủ, mà là thánh tổ đại nhân thánh tổ đại nhân là thần linh thần linh xuất động có thể dễ dàng tái tạo thánh địa có thể cho thánh địa đông sơn tái khởi những thế lực chúng ta như thế nào cùng thần linh chống lại nghe nói lão tổ của hạ hầu gia tộc cũng là thần linh lợi hại như vậy lão tổ của trụ quang tông chúng ta bất quá mới là bán thần mà thôi hạ hầu gia tộc lão tổ thật là thần linh sao đúng vậy nghe nói hoàng thất cũng có một thần linh hai đại thần linh liên hợp ra tay, giống như phong ấn thánh tổ đại nhân ở địa phương nào đó. Trong 3.000 năm, là rất khó đi ra. Nói cách khác, trong 3.000 năm này, liên minh có thể thỏa thích tiếu sát vĩnh hằng thánh địa. Tuyệt đối không cần lo lắng thánh tổ đại nhân của vĩnh hằng thánh địa trả thù. 3.000 năm, chật chật, lần này thánh địa kia, thật là phiền toái. Còn không phải sao, cho nên nói, hiện tại mọi người cũng đừng quá bực tức, coi chừng rơi vào tay hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc. Một khi rơi vào tay bọn hắn, về sau bắt chúng ta xuyên tiểu hài vậy cũng chỉ có khổ nói không nên lời rồi ai cái thế đạo gì a à? đãi ngộ phản loạn còn không tốt bằng không có phản loạn ta cũng có chút hoài nghi hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất là cố ý suy yếu những thế lực nhất lưu chúng ta sao để đạt tới dã tâm cả nhà bọn họ độc đại các ngươi nói có loại khả năng này hay không không phải có khả năng này hay không mà là sự thật như thế chúng ta cùng người thánh địa cứng đối cứng tử thương vô số làm đến cuối cùng Tất nhiên nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, bọn hắn nhặt tiện nghi có sẵn, lông tóc không tổn hao gì, việc cực đều bị chúng ta làm xong, còn lại chỗ tốt đều quy bọn hắn. Bốn gia hỏa này, rượu vào lời ra, cũng không hề che lấp cái gì. Ngay cả cửu ca kia, cũng không có ngăn đồng bạn, chỉ thỉnh thoảng bảo mọi người uống rượu. Giang Trần nghe bọn hắn đối thoại, trong lòng cũng ai thán, quả nhiên, phản loạn đến cùng vẫn bạo phát. Chỉ là tin tức một mực bị ngăn chặn, không có truyền đi thế nhưng mà vì cái gì không cho tin tức truyền đi đây bốn người kia rất nhanh liền trò chuyện đến đề tài này a à, hồng bỗng nhiên lại hỏi cửu ca người nói có kỳ quái hay không phản loạn đã lâu như vậy hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc vẫn còn phong tỏa tin tức ngoại trừ người tham dự như chúng ta ra ngoại giới căn bản không biết gì cả đã đến thời điểm này rồi còn có cái gì phải giấu giếm sao người không hiểu cửu ca kia mỉm cười đầu tiên thánh địa ở thần quốc có rất nhiều người ủng hộ nếu như tin tức truyền đi, những thế lực này tất nhiên sẽ đến thần đô hỗ trợ. Tuy những thế lực kia không đủ để đối kháng liên minh, nhưng lại có thể mang đến phá hư không nhỏ. Một khi binh lực bị phân tán, đối với khống chế thánh địa sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại nhân thủ của liên minh đã rất thiếu rồi. Nếu như lại truyền đi, để cho những thế lực đầu nhập vào thánh địa kia nhau nhau giúp trợ, vậy thì càng khó giải quyết. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì Hoàng Thất còn không muốn tuyên bố vẫn còn các thần quốc khác hô ứng. Các ngươi không biết, đây là phản loạn, là tất cả thế lực lớn của Thập Đại Thần Quốc, tập thể làm khó dễ thánh địa. Không đơn thuần là vĩnh hằng thánh địa, thánh địa thần quốc khác, lần này cũng sẽ bị đả đảo. Cũng gặp được phiền toái rất lớn. Đoạn thời gian này qua đi, nói không chừng cách cục của toàn bộ vạn nguyên đảo sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Điểm này, mọi người nhất định phải có tâm lý chuẩn bị. Ai, quả nhiên là như vậy. Nói như vậy thời đại mười đại thánh địa thống trị vạn uyên đảo, muốn một đi không trở lại sao? Ngữ khí của A Hồng lộ ra cực kỳ phức tạp. Nói như thế nào đây, trên cơ bản, thời đại này là sẽ xong. Nhưng mà thần quốc khác phản loạn có thể thành công hay không, có mấy nhà sẽ thành công, đây là số lượng không biết. Ai, tuy chúng ta là người phản loạn, sao ta lại hy vọng phản loạn không thành công chứ? A Hồng kia vẻ mặt buồn khổ, tốt rồi, A Hồng, bực tức không sai biệt lắm là được rồi. Dù trong lòng ngươi có chút ý nghĩ, cũng không cần phải nói ra. Nói nhiều, coi chừng gây tai họa cho mình." Cửu Ca kia nghiêm khắc cảnh cáo. "Cửu Ca, ta đã biết." A Hồng vô tình nói. "Tốt rồi, uống rượu a. Tuy lần này công lao của chúng ta bị đoạt, nhưng chúng ta cũng giết chết cường giả Thánh địa, có tín vật nơi tay, không sợ Hoàng thất không nhận nợ. Đến lúc đó luận công ban thưởng, chúng ta cũng có chứng cớ. Chỉ tiếc, chúng ta tổn thất huynh đệ, lại bồi về không được." cho nên nói bọn hắn dụng tâm hiểm ác chúng ta chết nhiều người như vậy hạ hầu gia tộc đến bây giờ nghe nói còn không có chết người nào chủ lực của bọn hắn đều vây khốn vĩnh hằng thánh địa đến bây giờ không có ở tuyến đầu công kích hạ hầu gia tộc này giảo hoạt lắm chỉ biết để cho chúng ta đi chịu chết bọn hắn bảo toàn thực lực đến lúc đó chúng ta chống lại hạ hầu gia tộc đừng nói tranh coi như là tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tỏa cũng không có được rồi nói những chuyện này cũng vô dụng Ta tin tưởng tông chủ nhất định sẽ cân nhắc tin tưởng hơn chúng ta. Chúng ta những thuộc hạ này, cùng ai đều là hốn một miếng cơm ăn. Ngược lại là vân lãng tông kia, nghe nói bọn hắn có một nhiệm vụ, ban thưởng phi thường cao A. Là truy sát thiệu uyên sao? Các người cũng biết việc này. Nghe nói nhóm người đầu tiên của Vĩnh Hằng Thánh Địa rời đi, chính là thiệu uyên. Thiệu uyên mang theo tiểu tử cùng cô nàng Yến ra, rất sớm liền ly khai Thánh Địa. Chỉ bất quá lúc bọn hắn rời đi, mọi người không biết là bọn hắn. Vân Lãng Tông phái một nhóm người đi theo dõi, kết quả không trở lại. Hiện tại, từ trong Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền tới tin tức, giống như tiểu tử kia đã sớm mất tích. Hiện tại Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc cơ bản có thể xác định, buổi tối ngày đầu tiên chạy đi kia là Thiệu Uyên. Chương 3007, Gia tay một. Hạ Hầu gia tộc khẳng định rất muốn Thiệu Uyên kia a. À. Ha ha, giết Hạ Hầu Tông, người của Hạ Hầu gia tộc nhất định là muốn điên rồi. Nói lên Thiệu Uyên này, thật sự là rất được. Cuồng nhân Hạ Hầu Tông kia cũng bị hắn diệt sát, muốn nói bồi dưỡng thiên tài, đào móc thiên tài, thánh địa thật sự là rất tốt. Trên mặt Chu Tước Thần cầm treo lấy dáng tươi cười, hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn Giang Trần. Nhưng trong lòng Giang Trần lại trầm trọng, nghe khẩu khí của mấy gia hỏa kia, hiển nhiên phản loạn bộc phát đã lâu rồi. Chỉ có điều, đến bây giờ mới thôi, tựa hồ liên minh phản loạn vẫn không thể triệt để cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nói cách khác, hiện tại tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa bị phá, tuy đã bị đánh tan, có người đào tẩu, có người bị bắt, có người bị giết, nhưng vẫn có một nhóm người, dựa vào thánh địa đại trận, đang đối kháng liên minh, không có triệt để rơi vào tay giặc. Tin tức này, coi như là nửa vui nửa buồn, bất quá nghe khẩu khí của mấy gia hỏa kia, tựa hồ hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, còn không muốn tin tức khuếch tán ra ngoài, xem ra, bọn hắn vẫn có cố kỵ. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc không muốn khuếch tán tin tức, bọn người giang trần, dĩ nhiên là phải trợ giúp bọn hắn khuếch tán tin tức. Sự tình địch nhân không muốn chứng kiến, thì phải cho bọn hắn chứng kiến. Cái đạo lý dễ hiểu này, Giang Trần tự nhiên là hiểu được. Long Huynh, cho người một nhiệm vụ, đi địa phương nhiều người nhất, tuyên bố tin tức phản loạn ra ngoài, nhất định phải nói chân thật, nói như có thật, để cho mọi người nghe xong có thể tin. Hồng ưng thành này, hiện tại tụ tập vô số tán tu, tin tức muốn chuyển đi, sẽ rất nhanh. Đúng rồi, thuận tiện phải tăng thêm, thập đại thần quốc âm thầm đều ấn những phản loạn, ý định đả đảo quyền thống trị của 10 đại thánh địa chu tước thần cầm nhếch ngón tay cái lên đúng vậy một chiêu này rất tốt tin tức truyền đi mới có thể để cho tất cả đại thánh địa đề cao cảnh giác mặc dù phản loạn đã phát sinh cũng có thể để cho càng nhiều người ủng hộ thánh địa tiến vào thần đô hộ pháp dù không cách nào xoay ngược xu thế cũng có thể tiêu hao nhiều một chút lực lượng lòng tiểu huyền ngẫm nghĩ một lát gật gật đầu tốt ta sẽ đi ngay bây giờ đợi một chút còn phải cường điệu ngươi nói hiện tại tin tức này đã bạo lộ tương truyền hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc ý định giết người diệt khẩu muốn tiêu diệt hết tán tu trong mấy thành thị quanh thần đô nếu mọi người không trốn chạy để khỏi chết liền không còn kịp rồi gây ra hỗn loạn không tệ chu tước thần cầm tán thưởng bởi như vậy lòng người bàng hoàng tất nhiên sẽ có rất nhiều người chạy trốn bởi như vậy tin tức sẽ dùng tốc độ càng nhanh truyền đi long tiểu huyền liền muốn đứng dậy đi làm giang trần lại nói không vội lại nghe đối diện còn có tư liệu gì một chút chờ chúng ta có phương pháp ly khai lại giải những tin tức này cũng không muộn tạm thời không nên đánh rắn động cỏ giang trần vẫn rất lý trí hiện tại còn không có tìm được phương pháp tiến vào thần đô cũng không phải vội vã thả tin tức ra mấy gia hỏa trụ quang tông kia đang nói chuyện đến chủ đề vân lãng tông có hâm mộ có ghen ghét nhưng hơn nữa là hật. hiển nhiên vốn là thế lực bình khởi bình tọa thoáng cái leo đến trên đầu bọn hắn còn đối với bọn họ làm mưa làm gió cướp đoạt công lao của bọn hắn, cái này để cho bọn hắn rất không hài lòng. Lại nói tiếp, đám vân lãng tông kia, cũng là bùn nháo vịn không được tường. Hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất chiếu cố bọn họ như vậy, lại vẫn tổn binh hao tướng, lại không bắt được mấy người của thánh địa. Đêm đó đội ngũ đuổi theo giết thiệu uyên, coi như là đội ngũ tinh anh của vân lãng tông, kết quả lại toàn quân bị diệt, chết ở đâu cũng không biết. Bọn ngu ngốc này, sống cũng thật uất ức, là đủ uất ức, bất quá, thiệu uyên kia xác thực rất lợi hại hạ hầu gia tộc cũng không làm gì được hắn cả, chứ nói chi là vân lãng tông. Hạ hầu gia tộc, đó là không động thật a. À. Nếu như hạ hầu gia tộc phái ra tinh anh, ta tin tưởng thiệu uyên kia, sớm muộn gì cũng sẽ xa lưới. Hạ hầu gia tộc, làm sao có thể chịu được sỉ nhục hạ hầu tông bị giết. Thiệu uyên này sống lâu một ngày, sỉ nhục của hạ hầu gia tộc là hơn một ngày. Ta suy đoán, nói không chừng sự tình lần này ổn định lại, hạ hầu gia tộc sẽ tuyên bố liên hợp lệnh truy sát ở trong phạm vi thập đại thần quốc toàn bộ vạn huyên đảo đuổi giết thiệu uyên kia cũng khó nói nghe nói hoàng thất có khuynh hướng mời chào thiệu uyên này nghe nói hoàng thất cảm thấy thiệu uyên là nhân tài có thể đào tạo thiên phú đan đạo xuất chúng thiên phú võ đạo lại trói mắt như vậy nếu như có thể vì hoàng thất sử dụng tương lai tuyệt đối là lương đống của thần quốc vấn đề này hạ hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng để cho thiệu uyên trở thành lương đống chi tài đây không phải là trào phúng hạ hầu gia tộc bọn hắn sao? thiệu uyên cũng không lo không có địa phương đi a à. lấy thiên phú của người ta thập đại thần quốc có nhà nào không chào đón hắn hạ hầu gia tộc thì sao ở thập đại thần quốc thế lực mạnh hơn hạ hầu gia tộc cũng không phải là không có chỉ cần người ta tiếp nhận thiệu uyên hạ hầu gia tộc có thể làm gì người ta nói cũng đúng bất quá thiệu uyên này cũng rất biết nhảy a à. từ Yến ra, nhảy đến vĩnh hằng thánh địa hiện tại vĩnh hằng thánh địa không được lập tức ly khai thánh địa một chút tình hương khói cũng không có Ta đoán chừng, thánh địa cũng vô cùng hối hận A. À. Người thường đi chỗ cao, cái này không có gì để nói. Thiệu uyên hắn gia nhập thánh địa mới bao lâu, thay thánh địa đánh thắng hạ hầu tông, có thể nói sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Dù hắn ly khai, vậy cũng không có gì, cũng không thể nói một người mới vừa vào thánh địa, sẽ vì thánh địa dốc sức liều mạng A. À. Đổi lại chúng ta, cũng làm không được, phải, thời gian ngắn, không có cảm giác quy túc. Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy? Tiểu Uyên này căn bản không có từ vĩnh hằng thánh địa được chỗ tốt gì a. À. Thiên phú cùng thực lực có lẽ đều có từ trước. Bằng không thì hắn mới tiến vào thánh địa mấy năm, sao có thể tăng nhanh như vậy? Cũng không thể nói như vậy. Thời điểm Tiểu Uyên kia tiến vào thánh địa, nghe nói mới là đế cảnh. Không có khả năng, nhất định là tin vịt hoặc là đạn xương mù mới vừa vào thánh địa là đế cảnh. Hôm nay lại là thiên vị trung giai. Loại tốc độ tu luyện này, các người nghe nói qua sao? Ai? thiếu uyên này thật sự là một bí ẩn, một truyền thuyết. Bất quá, người có thể làm thịt hạ hầu tông, ta tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định sẽ làm cho toàn bộ vạn uyên đảo ghé mắt. Hạ hầu gia tộc cùng loại người này là địch, cũng chưa hẳn là lựa chọn anh minh. chương 3008, ra tay 2. Có một loại thuyết pháp, nói thiệu uyên này, căn bản chính là thánh địa âm thầm bồi dưỡng, chuyên môn nhằm vào hạ hầu tông. Nếu là như vậy, nội tình của thánh địa liền quá đáng sợ dù lần này thánh địa bị công phá loại thiên tài kia nếu như tán lạc khắp nơi tương lai tụ tập cùng một chỗ cũng đủ để cho thánh địa đông sơn tái khởi những người khác âm thầm gật đầu đều cảm thấy loại khả năng này không phải là không có trái lại khả năng còn phi thường lớn tốt rồi không nói nữa những sự tình này cũng không tới phiên chúng ta quan tâm chỉ hy vọng chủ quang tông chúng ta không trở thành pháo hôi của bọn hắn một hồi phản loạn dù kiếm không đến chỗ tốt cũng không thể thua thiệt quá nhiều a à. Hừ, cái gì không thể thua thiệt quá nhiều, hiện tại rất rõ ràng là thua thiệt, về sau chỉ sợ thiệt thòi lớn còn ở phía sau. A à, Hồng kia thủy chung đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mấy gia hỏa này, tiếp sau là cái gì cũng không nói nữa. Bọn người Giang Trần muốn nghe thêm tin tức, lại không còn tin tức gì. Bốn người đối diện, ngoại trừ uống rượu, là trò chuyện một ít sự tình lông gà vỏ tỏi. Hiển nhiên, những thứ này bực tức đã nhả được không sai biệt lắm giang trần uống xong chén rượu trong tay truyền thức nói đêm nay động thủ tiêu diệt ba cái lưu lại a hồng chúng ta lợi dụng thân phận của bọn hắn lẫn vào thần đô như vậy có thể chứ chu tước thần cầm nhịn không được hỏi nó là thần thú huyết mạch một khi chiến đấu sẽ rất dễ dàng bạo lộ có lẽ không có vấn đề bọn hắn không phải nói đã không có nhiệm vụ gì khác sao chuẩn bị trở về thần đô phục mệnh nói sau tiến vào thần đô chúng ta có rất nhiều biện pháp không được, đến lúc đó lại đổi thân phận là được. Dù sao, đã đến thần đô, chúng ta như cá gặp nước, không cần lo lắng. Chu tước thần cầm tự nhiên không có ý kiến, nó cũng nghe nói, thần linh của vĩnh hằng thần quốc cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Hạ hầu gia tộc một cái, hoàng thất một cái, tất cả đều bận rộn đối phó thánh tổ đại nhân của thánh địa, chỉ sợ hiện tại không có thời gian, không có tinh lực phân thân đi ra. Dưới loại tình huống này, hệ số nguy hiểm của thần đô tự nhiên là rất xuống gây chuyện không tốt giang trần còn có cơ hội giải trừ nguy cơ bị vây khốn của thánh địa bốn gia hỏa của trụ quang tông kia lại căn bản không có ngờ tới bọn hắn đã bị theo dõi uống rượu xong bốn người này liền tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ chuẩn bị ngày hôm sau rời hồng ưng thành phản hồi thần đô đêm đó giang trần cùng bọn người chu tước thần cầm thần không biết quỷ không hay hạ thủ thực lực của chu tước thần cầm muốn ám toán mấy thiên vị sơ giai tự nhiên là dễ dàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền giết chết ba gia hỏa trong đó. Hơn nữa gọn gàng, không để lại bất luận sơ hở gì. Tiêu diệt ba người kia xong, bọn hắn lại trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng của A Hồng. Lúc này, A Hồng đang nằm ở đó, mơ mơ màng màng, đúng là nửa ngủ nửa tỉnh. Chợt nghe một điểm dị thường, A Hồng lập tức cảnh giác. Ai, ha ha, trả lời hắn, lại là một tiếng cười buồn rười rượi. Tiếng cười kia, để cho A Hồng sởn hết cả gai ốc, đột nhiên kêu lên. Cửu ca, lão triệu, khải huynh, có địch tập kích. Bất quá, mặc hắn gọi như thế nào, thanh âm của hắn, chỉ ông 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 khuếch tán trong gian phòng này, căn bản xuyên thấu không ra ngoài phòng. Tốt rồi, đừng tốn sức nữa, gian phòng kia đã bị phong tỏa, người hô phá ít hầu, bên ngoài cũng nghe không được cái gì. Thanh âm dù bận vẫn ung dung này, tự nhiên là giang trần phát ra. Tiện tay quét qua, ánh nến sáng lên, A Hồng nắm binh khí, tựa ở bên giường, vẻ mặt cảnh giác, con mắt nhanh như chớp chuyển động tựa hồ nghĩ đến kế sách thoát thân ngươi gọi a hồng cao tầng của trụ quang tông đúng không dáng tươi cười của giang trần nhìn như thân hòa lại làm cho lỗ chân lông toàn thân a hồng ngược lại loại tình huống này dáng tươi cười càng ngọt thế cục sẽ càng quỷ dị ngươi ngươi đến cùng là người nào ngươi nhanh ly khai bằng không thì ta gọi người không cần kêu ngươi có ba đồng bạn vừa rồi chúng ta thuận tay tiến bọn hắn lên đường rồi ngươi nên cảm thấy may mắn còn sống chính là ngươi, mà không phải bất kỳ một cái nào trong bọn họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết bọn chúng? Ta không tin, đồng tử của A Hồng phóng đại, khàn cả giọng gào thét, phảng phất muốn mượn cái này kinh động đồng bạn. Chỉ tiếc, hắn tính toán căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì, căn phòng này hoàn toàn bị phong tỏa, bất kỳ thanh âm gì, bất luận động tính gì, đều khó có khả năng truyền ra ngoài. Tốt rồi, ngươi muốn vùng vẫy giấy chết, chúng ta không ngại tiến đưa ngươi ra đi. Nói đi ngươi là muốn cùng bọn hắn lên đường, hay là ngoan ngoãn hợp tác? Giang Trần hừ một tiếng, ánh mắt khẽ động, tả kim nhãn bắn ra một đạo tinh mang, bắn lên người A Hồng, toàn thân A Hồng run lên, phảng phất như bị lực lượng nào đó trói buộc, vô luận dẫy ruộng như thế nào, cũng không cách nào dẫy ruộng. Ngươi, ngươi, đầu lưới của A Hồng run lên, trợn mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần không có hạ tử thủ, bằng không thì A Hồng đã sớm biến thành một pho tượng, nào còn có cơ hội để hắn mở miệng. Tha thứ của ta là có hạn độ. A Hồng, ta nghĩ ngươi là đàn ông huyết tinh, mới lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi một lòng muốn chết, hiện tại ta có thể thành toàn ngươi. Giang Trần lưu lại A Hồng, tự nhiên có dụng ý của hắn. Ta ác kim nhãn của Giang Trần buông ra, A Hồng khôi phục hoạt động. Hắn tựa hồ cũng biết thực lực của mình cùng đối thủ tranh lệch rất nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc. ủ rũ, đặt mông ngồi dưới đất, ngữ khí của A Hồng kia uể oải. Các ngươi rốt cuộc là ai? những đồng bạn của ta thật sự bị giết sao thật sự giang trần cũng không phủ nhận chúng ta là ai ngươi không cần cân nhắc các ngươi đã giết đồng bạn của ta vì cái gì không giết chết ta a hồng hiển nhiên cũng có chút ít cam chịu giữ lại ngươi tự nhiên là cảm thấy ngươi hữu dụng cảm thấy ngươi là một đàn ông chẳng lẽ ngươi khuất phục với hạ hầu gia tộc như vậy khuất phục với hoàng thất như vậy ngươi ngươi nói cái gì ánh mắt của a hồng đột nhiên bắn ra tinh mang nhìn chằm chằm vào giang trần tràn đầy nghi vấn, hiển nhiên, lòng hắn phi thường khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai?" A Hồng khàn giọng nói, dù sao không phải người của Hạ Hầu gia tộc và hoàng thất. "Ngươi là cường giả thánh địa." Ngữ khí của A Hồng trở nên cực kỳ phức tạp, nói như vậy, đồng bạn của ta chết trong tay ngươi, cũng coi như chết không oan. "Hiện thế báo, đến cũng nhanh, đến đây đi, giết ta a, Hồng Mỗ ta tuyệt đối sẽ không phản kháng." Nhìn ra được, A Hồng này xác thực đã mất đi ý chí chiến đấu chương 3009, thần quốc sôi trào. Giết ngươi dễ dàng, bất quá ngươi đã chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ sống. Như thế nào, ngươi muốn chết sao? Ngươi không muốn xem, thế cục của vạn uyên đảo này, vĩnh hằng thần quốc này, đến cùng sẽ như thế nào sao? Còn có thể như thế nào? Ngươi cảm thấy, các ngươi còn có cơ hội lật bàn sao? Hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất, đã khống chế đại bộ phận mạch máu của thần quốc. Bảy thành thế lực, đã quy hàng rồi ta không biết ngươi ở thánh địa có vị trí gì nhưng mà người tốt nhất vẫn là mau mau ly khai bằng không thì bị theo dõi ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đào thoát a hồng này nhìn về phía trên đối với người của thánh địa vẫn ôm lấy áy náy nhất định chính mình đang ở trong hiểm cảnh ngược lại nhắc nhở giang trần nhanh ly khai giang trần lại cười nhạt một tiếng ly khai tại sao ta phải ly khai ta thật vất vả về tới đây đang muốn lẫn vào thần đô tại sao phải ly khai ngươi muốn trà trộn vào thần đô ngươi ngươi không sợ chết sao a à, hồng chấn động chết trên đời này người có thể giết ta còn chưa sinh ra tốt rồi hãy bớt xàm môn đi ngươi bây giờ đã biết chúng ta giết đồng bạn của ngươi nhưng lưu lại ngươi là vì sao rồi chứ ngươi muốn mượn thân phận của chúng ta lẫn vào thần đô a à, hồng cũng không ngốc chỉ là tính cách của hắn so sánh ngay thẳng mà thôi thế nào người nguyện ý hợp tác chứ hừ ngươi không sợ ta dẫn các ngươi vào thần đô sau đó triệu tập đội ngũ đến vây công các ngươi sao đến lúc đó các ngươi là lên trời không đường độn địa không cửa a hồng hư lạnh nói cái này không cần ngươi quan tâm chúng ta tìm ngươi tự nhiên có nắm chắc để ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ bất quá chúng ta vẫn muốn ngươi dựa vào bản tâm để làm việc chúng ta nhìn ra được ngươi không muốn cùng hạ hầu gia tộc thông đồng làm bậy trụ quang tông các ngươi ở trong phản loạn cũng kiếm không đến bao nhiêu chỗ tốt ngược lại cuối cùng rất có thể sẽ trở thành đối tượng có mới nới cũ. Chờ Hạ hầu gia tộc và hoàng thất cầm quyền, bước tiếp theo tất nhiên sẽ suy yếu thực lực của các ngươi. A Hồng không phản bác được, loại xu thế này, hiện tại hắn đã có thể nhìn ra manh mối. Đây là hắn căn bản không cách nào cãi lại, ta không có nói hưu nói vượn chứ." Giang Trần cười ha ha nói, "Tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa khống chế thần quốc, nhưng Vĩnh Hằng Thánh Địa khinh thường ra tay với các ngươi, bởi vì tất cả thế lực nhất lưu, so với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, thực lực cùng nội tình đều kém một đoạn bọn hắn không cần phải suy yếu thực lực của các ngươi nhưng hạ hầu ra cùng hoàng thất thì không như vậy thực lực cùng nội tình của bọn hắn vốn là cũng các ngươi không sai biệt lắm vì để tránh cho các ngươi trở nên mạnh mẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn suy yếu các ngươi là xu thế tất nhiên điểm này tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy hừ cái kia thì sao những lời này ngươi nên tìm chủ quang tông tông chủ đại nhân nói ta chỉ là một trưởng lão thực tập người nhỏ lời nhẹ người nói với ta cũng là vô ích tuy trong nội tâm a hồng cho là như vậy nhưng trên miệng lại còn không muốn thừa nhận có lẽ ngươi không cải biến được đại cục nhưng ngươi có thể ở trên chi tiết làm được không thẹn với lương tâm ánh mắt của giang trần thâm thúy thẳng thấu thần thức của a hồng đem thế giới nội tâm của hắn nhìn một cái không sót gì a hồng do dự hồi lâu mới lúng túng hỏi ngươi muốn ta làm như thế nào rất đơn giản phối hợp chúng ta tiến vào thần đô yểm hộ thân phận của chúng ta những chuyện khác liền không cần ngươi quan tâm chỉ đơn giản như vậy a à, hồng có chút không tin chỉ đơn giản như vậy giang trần gật đầu vậy sau khi vào thành các người đột nhiên biến mất ta trở về như thế nào bàn giao cùng công chủ đều chết hết giang trần trả lời vô cùng dứt khoát thời điểm vào thành đều còn sống bỗng nhiên chết rồi cái này rất dễ bị điều tra ra rất đơn giản chúng ta có thể đi tham dự vây công vĩnh hằng thánh địa đến khu vực chiến trường tùy thời có thể chết trận ngược lại chuyện này cũng không cần ngươi bàn giao cái gì a hồng trầm ngâm một lát cái này ngược lại là có thể chúng ta trở về hơn phân nửa là sẽ bị phái đến chiến trường giang trần gật gật đầu cái kia chẳng phải được sao chỉ đơn giản như vậy trong mắt a hồng bỗng nhiên lộ ra tinh mang trầm giọng hỏi có phải các người đã sớm tính toán tốt muốn lẫn vào chiến trường thánh địa thay thánh địa giải vây hay không ta xin khuyên một câu hiện tại thánh địa đã bị bao vây các người đi qua chỉ có thể phí công chịu chết giang trần cười lạnh ai chịu chết còn nói không chừng đến lúc đó không thể nói trước sẽ cho các ngươi một kinh nghỉ lớn a hồng im lặng hồi lâu hắn mới thở dài một hơi mà thôi ta làm ta biết rõ ngươi không sợ chết bất quá vì an toàn để đạt được mục đích ta còn muốn thi triển thần thức ấn ký với ngươi điều khiển thần trí của ngươi giang khống mỗi tiếng nói cử động của ngươi a hồng đối với cái này lại đặc biệt tỉnh táo một chút cũng không cảm thấy bất ngờ hừ lạnh một tiếng nếu như các ngươi không làm như vậy ta sẽ xem thường các ngươi ngươi làm như vậy ta ngược lại cảm thấy ngươi có khả năng không phải mù quáng đi chịu chết giang trần cười nhạt một tiếng ngươi có thể nghĩ như vậy vậy thì tốt nhất rồi hy vọng lần này hợp tác có thể tất cả đều vui vẻ nếu như có thể mà nói đến lúc đó ngươi khích lệ người chủ quan tông vì tông môn cứu vãn một ít tổn thất ta cũng không phản đối bất quá ngươi không nên làm quá mức rõ ràng nhưng a hồng lại cười lạnh ta ở trụ quang tông không có mấy bằng hữu cũng không có người nào đáng giá ta cứu bọn hắn đã muốn tham dự đến tiền tuyến chiến đấu đều muốn kiến công lập nghiệp đã muốn kiến công lập nghiệp muốn vì hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc bán mạng bị người giết chết đó cũng là cầu nhân được nhân không có gì phải phàn nàn cũng không có cái gì phải cứu vớt tựa như mấy đồng bạn của ta bị các ngươi giết ta cũng không còn gì để nói người này ngược lại rất cổ quái giang trần cười ha ha tốt người đều có mệnh ngươi có thể nghĩ như vậy đủ thấy tâm tính của ngươi rất rộng rãi yên tâm lúc này đây người yểm hộ chúng ta đi vào cái nhân tình này liền tính toán ta thiếu nợ ngươi không cần ngươi vẫn là lo chuyện của ngươi a à. như thế nào ngụy trang giống một ít tuy ta không sợ bị các ngươi kéo xuống nước nhưng mà các ngươi tốt xấu mưu đồ một hồi nếu như một chút động tính cũng không có gây ra đã bị nhìn thấu vậy thì không khỏi quá trò đùa rồi ha ha cái này không cần ngươi quan tâm chỉ cần ngươi nói cho ta biết Mấy người này xưa nay có thói quen gì, còn có đặc điểm gì, quen biết những người nào? Còn có lẫn nhau quan hệ trong đó. Thời điểm mấu chốt, thời điểm cần ngươi hòa giải, ngươi nên ra giảng hòa, qua loa tắc trách là được. Chương 3010, tiến vào thánh địa 1. Cái này không có vấn đề. Giang Trần gật gật đầu. Như thế, vậy đắc tội rồi, ngươi buông lỏng thần thức, không nên chống cự, ta bắt đầu gieo xuống thần thức ấn ký. Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ kịp thời giải trừ ấn ký cho ngươi tốt, mặc dù A Hồng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng trả lời cũng coi như sảng khoái. Quá trình gieo xuống thần thức ấn ký, trình độ khiếp sợ của A Hồng cũng không kém hơn bọn người lỗ triệt lúc trước chút nào, hiển nhiên, A Hồng cũng bị thần thức cường đại của Giang Trần chấn trụ. Nếu như nói trước kia hắn cho rằng nhóm người này trà trộn vào thần đô là thuần túy chịu chết, như vậy giờ phút này, trong nội tâm A Hồng, ý nghĩ này lại thoáng xuất hiện một ít dao động. Quá trình gieo xuống thần thức ấn ký phi thường thuận lợi, sau khi hoàn thành giang trần cười nhạt nói đắc tội sau đó giang trần liền để cho long tiểu huyền đi truyền bá lời đồn đừng nhìn long tiểu huyền xưa nay im lặng ưa thích trang khốc nhưng khi tung tin đồn lại là một hảo thủ các loại chuyện ma quỷ biên phi thường đặc sắc hơn nữa lộ ra đặc biệt chân thành thoáng cái có thể làm người tin cũng không lâu lắm những đồn đãi này liền tựa như ôn dịch ở hồng ưng thành truyền ra nghe nói hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất muốn diệt khẩu với tất cả tu sĩ quanh thân rất nhiều tán tu đầu óc không đủ dùng, đều dọa cho bể mật gần chết, suốt đêm bắt đầu trốn đi. Hơn nữa, chẳng những bọn hắn trốn đi, ven đường còn không ngừng giải tin tức. Logic của bọn hắn cũng đơn giản, tin tức này truyền bá càng nhanh, truyền bá càng quảng, người biết càng nhiều, liền ý nghĩa, có nhiều người đến gánh chịu phong hiểm hơn, khả năng giết đến trên đầu bọn hắn sẽ càng nhỏ. Cái này gọi là chuyển di phong hiểm, cộng đồng gánh chịu phong hiểm. Trong lúc nhất thời, hồng ưng thành sôi trào quanh thân các đại thành thị đều sôi trào trong vòng một đêm tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thần quốc vĩnh hằng thần quốc triệt để bạo loạn nghe nói thánh địa bị hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc phơi công những thế lực tử trung của thánh địa nhau nhau triệu tập đội ngũ chuẩn bị lao tới thần đô gấp rút tiếp viện thánh địa trong lúc nhất thời vĩnh hằng thần quốc tựa như một thùng thuốc súng bị điểm đốt tràn đầy khói thuốc súng tràn đầy hỗn loạn một khi tin tức bị chọc còn mạnh hơn ôn dịch Biên cuồng lan tràn ra. Mới đầu vẫn chỉ ở trong phạm vi Vĩnh Hằng Thần Quốc truyền bá, cũng không lâu lắm, tin tức liền lan tràn ra ngoài, truyền đến Thập Đại Thần Quốc, bởi như vậy, thế cục của toàn bộ Vạn Nguyên Đảo đã lâm vào trong gợn sóng cực lớn. Thật giống như kiếp nổ một quả bom tấn, làm cho thế cục của Vạn Nguyên Đảo lập tức phá vỡ. Mà Gian Trần thì mượn nhờ A Hồng yểm hộ, thành công lẫn vào Vĩnh Hằng Thần Đô, quá trình so với Gian Trần tưởng tượng càng thêm thuận lợi. A Hoành kia cũng phi thường phối hợp làm rất nhiều yểm hộ cho giang trần hôm nay thế cục của toàn bộ thần đô đều lâm vào trong cuồng nhiệt trên danh nghĩa hoàng thất đã tiếp quản hết thảy ở dưới hoàng thất triệu tập thế lực khắp nơi hợp thành một liên minh phản thánh địa